thần y trở lại, Ngô Bình. chương 261, Minh Vương của Bảng Đen. Lúc Ngô Bình đang nghe điện thoại thì Chu thanh niên phát ra tiếng rên kiều mị, đường băng vân ở bên kia rất thính tai, cô ấy trầm giọng hỏi có phụ nữ bên cạnh anh đấy à? Ngô Bình nghiêm túc nói, cô cũng biết tôi là bác sĩ còn gì, thi thoảng tôi phải bắt bệnh nhân làm những vận động kịch liệt. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ, rứt lời là anh ngắt máy luôn, sau đó tiếp tục chuyện còn đang giang dở, Chu thanh nhiên mệt đến mức mướt mắt mồ hôi, sau đó vô lực nằm sang một bên rồi hỏi, anh Bình, ai gọi cho anh thế? Ngô Bình, đại ca của nhóm lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, một cô gái rất đanh đá. Chu thanh nhiên ngạc nhiên, cô ấy gọi anh làm gì? Ngô Bình cười đáp, em đừng lo, bọn anh chỉ hợp tác một thời gian ngắn thôi. Anh nhìn đồng hồ, tầm một tiếng nữa là anh phải đi rồi, ít nhất một tuần mới về, em nhớ chăm sóc bản thân, đừng làm việc nhiều quá, chu thanh niên ôm chầm lấy anh rồi nói anh bình em không muốn anh đi ngô bình cọ vào chóp mũi của cô ấy có một tuần thôi mà lưu luyến vậy à chu thanh niên đỏ mặt bao giờ anh về nhớ phải đến tìm em luôn đấy ngô bình thay đồ dưới ánh nhìn lưu luyến của chu thanh niên sau đó đến vùng ngoại ô phía nam của tỉnh để gặp nhóm đường băng vân bây giờ là khoảng hơn một giờ sáng hiện đang có một chiếc máy bay trực thăng đỗ trên khoảng đất trống của một nhà máy đá cách đó không xa có mấy chiếc xe đường băng vân đang đứng ở đó, ngoài ra còn có hoa hồng, kinh công, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và hai người đàn ông ở cảnh giới khí. Đường băng vân liếc nhìn đồng hồ rồi nói, anh có ba phút để chọn đồ trang bị. Kinh công mở một cửa xe ra, bên trong chất đầy vũ khí từ súng, sao, lựu đạn và những bộ đồng phục tác chiến. Ngô Bình liếc nhìn rồi chọn một chiếc súng bắn tỉa, đồng phục và ba băng đạn, áo chống đạn, pháo sáng và bom hạng nặng. Đường băng vân cao mày hỏi, anh từng học bắn tỉa à? Audio điện tử võ tấn bền. Ngô Bình, không, nhưng tôi luôn thấy súng bắn tỉa rất oách. Hoa hồng tỏ vẻ khinh thường, đến lại, không biết dùng thì đừng có lấy, định bắn chơi hay gì. Ngô Bình, không biết thì học, ai dạy tôi đi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười bước tới rồi giơ tay ra, chào anh, em là khả ái, em là tay súng bắn tỉa đấy ngô bình chào cô khả ái cười nói ra kia đi rồi em dạy anh cảm ơn ngô bình nói loáng cái mọi người đã ngồi hết lên trực thăng rồi bay thẳng tới một sân bay nào đó để đổi máy ban rồi mới bay tới miến điện lên máy bay rồi đường băng vân cầm bản đồ nói nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một tổ chức võ thuật ở bản địa tổ chức này chuyên buôn bán chất cấm phụ nữ và trẻ em nên cần bị loại trừ chính quyền địa phương đã nhiều lần vây bắt nhưng đều thất bại cho nên mới nhờ chúng ta ra tay. Tổ chức này có khoảng 300 thành viên, trang bị trên người thì toàn đồ tốt, chuyên trốn trong rừng sâu núi cao nên rất giỏi việc đánh du kích. Thủ lĩnh của họ là Tống Khai Giáp, một cao thủ cảnh giới thần. Tên này đã tổ chức rất nhiều vụ bắt cóc, dựa vào đó đã kiếm được bộn tiền, ít cũng phải cả triệu đô. Ngô Bình không nhịn được hỏi, họ trả mình bao nhiêu? Đường Băng Vân liếc nhìn anh, không có tiền đâu nhưng nếu giết được Tống Khai Giáp thì tiền của ông ta sẽ thuộc về chúng ta. Ngô Bình cười nói, nói vậy thì có thể kiếm được mấy triệu đô cơ à, được đấy. Đường băng vân lạnh lùng nói, anh tưởng 300 thành viên được trang bị tối tân kia ăn không ngồi rồi chắc. Nếu dễ kiếm được tiền như thế thì Tống Khai Giáp đã bị người ta giết lâu rồi. Hoa Hồng, ban nãy đại ca đã nói là tin tình báo rồi, giờ tôi xin bổ sung thêm. Tống Khai Giáp không phải tu sĩ cảnh giới thần, mà là cảnh giới tiên thiên rồi, người kẻ đi theo ông ta đều là các tội phạm gây án xong bỏ trốn, trong đó có bốn cao thủ cảnh giới thần, 24 tu sĩ cảnh giới khí. Họ không hoạt động tự do đâu, kẻ đứng giật dây phía sau là Minh Vương, Tống Khai Giáp chỉ là một trong bốn đại minh tướng dưới trướng Minh Đế thôi. Ngô Bình hỏi, Minh Vương là ai? Hoa Hồng, Minh Vương là vô thế giới ngầm ở Đông Nam Á, là người Viêm Long. Để kiếm tiền, người này không từ thủ đoạn độc ác nào. Ngô Bình, vua thế giới ngầm của Đông Nam Á mạnh lắm à? Hoa Hồng, đương nhiên, ông ra là cường giả mạnh thứ bảy trên bảng đen đấy, nghe nói ở cảnh giới nhân tiên viên mãn rồi. Ngô Bình, bảng đen là gì vậy? Hoa Hồng tỏ vẻ chán nản, tốt xấu gì anh cũng là tông sư cảnh giới thần, sao cái gì cũng không biết thế? Ngô Bình nhún vai, tôi là người mới, không biết cũng bình thường. Khả ái nói, bảng đen là bảng xếp hạng thực lực của các cao thủ trên toàn thế giới, Thực lực ở đây là thực lực tổng hợp, ví dụ như mạng quan hệ, thế lực, tài sản và thủ đoạn. Người có tên trên bảng đen toàn các thành phần phản nghịch khiến lãnh đạo của các quốc gia phải nhức đầu. Ví dụ như Minh Vương, ông ta từng giết các chính khách của Đông Nam Á, sau đó lại chạy đến Nam Mỹ tiêu diệt mấy bang phái ở đó, tiếng xấu vang xa. Các nước lớn đều phát lệnh truy nã Minh Vương, nhưng ông ta vẫn sống nhởn như đó thôi. Ngô Bình không khỏi thán phục Minh Vương này, đúng là đứng thứ bảy có khác, siêu thật. Đường Băng Vân, người như Minh Vương không có tình người, chỉ là một ác ma máu lạnh nên đã đắc tội với nhiều người, rồi sẽ không được chết yên lành đâu. Lần này, chúng ta phải đối đầu với một thuộc hạ của ông ta, cho nên nhất định phải giữ bí mật, cố gắng đừng để lộ thân phận của mình. Chương 262: Khả ái và kinh công. Ngô Bình, nói vậy là người thuê cũng không biết chúng ta là ai à? Ừ, hai bên giao dịch qua điện thoại nên không biết thân phận của nhau, Đường Băng Vân nói vì thế khi hành động, chúng ta phải giữ bí mật về thân phận, đừng để bị lộ. Ngô Bình gật đầu, ok. Lúc này, đường băng vân mới chính thức giới thiệu Ngô Bình cho các thành viên khác. Ngoài kinh công, hoa hồng và khả ái ra thì hai người kia tên là Tàng Phong và Huyết Đao, họ đều là cao thủ cảnh giới thần. Hai người này rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, Ngô Bình chỉ trò chuyện với khả ái là chính, chủ yếu để hỏi cách dùng súng bắn tỉa khả ái còn ít tuổi, nhưng lý lịch thì rất phong phú. Cô nàng là người viêm long, định cư ở Mỹ, khi 7 tuổi thì bố mẹ bị hai người da đen bắn chết. Khả ái trở thành trẻ mồ côi và được một cặp vợ chồng viêm long nhận về nuôi. Về sau, cô nàng mới biết đôi vợ chồng này là sát thủ nổi tiếng quốc tế, người đàn ông là thiên quỷ, người phụ nữ là dã ma, tu vi đều ở cảnh giới thần. Từ nhỏ, khả ái đã được họ huấn luyện nên khi lên chín, cô nàng đã chính tay giết hai tên da đen để trả thù cho bố mẹ. Cô nàng có tài bắn tỉa, khi cô nàng 13 tuổi, đến bố nuôi cũng không dám đối diện với họng súng của khải ái trong phạm vi 10 mét. Cô nàng có thể bắn chết cao thủ cảnh giới tiên thiên trong khoảng cách 13 mét, còn với khoảng cách trên 100 mét thì khả ái có thể dùng một loại đạn đặc biệt bắn chúng được cả cường giả cảnh giới võ vương. Ngô Bình không ngờ khả ái lại có kinh nghiệm phong phú như vậy, khả ái, ở độ tuổi của cô thì nên yêu đương chứ không phải ra ngoài chém giết thế này. cô nàng mỉm cười nói em là một cỗ máy giết người, chứ không hợp với yêu đương đâu. đường băng vân lạnh giọng nói khả ái không cần ai ở cạnh hết, cô ấy đủ mạnh rồi. ngô bình liếc nhìn khả ái rồi nắm tay cô nàng bắt đầu trần mạch. khả ái trợn tròn mắt hỏi em bị bệnh ạ. À? ngô bình trần mạch xong nói có chút vấn đề, đại tràng của cô bị nhiễm sát khí rất nặng, có phải đến kỳ kinh nguyệt cô đều đau bụng dữ dội không? hơn nữa thi thoảng ngón trỏ lại giật giật khả ái há hốc miệng anh siêu thật đấy đúng là em hay bị đau bụng kinh ngón trỏ cũng hay bị giật em còn đang lo sẽ ảnh hưởng đến việc bắn súng này ngô bình thế thì đúng rồi khả ái anh ngô bình anh bảo em bị nhiễm sát niệm quá nặng là sao ngô bình là vấn đề về tâm lý thật lòng cô không muốn giết người nên mới bị mâu thuẫn sợi kinh mạch cô cần dùng nhất trong lúc bắn súng về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng dù chỉ là một triệu chứng nhỏ nhưng một khi phát tác cũng nghiêm trọng đấy nhất là khi cô đi làm nhiệm vụ khả ái thở dài nói y thuật của anh đúng là cao siêu đến nỗi lòng của em cũng đọc ra được đường băng vân nghe thấy thế thì hỏi có cách xử lý không ngô bình nói có chứ chỉ cần châm cứu rồi nghỉ ngơi một thời gian là được khả ái vội gật đầu anh ngô bình phiền anh giúp em sau đó Ngô Bình đã châm cứu cho khả ái và dùng chân khí màu vàng để hồi phục kinh mạch cho cô nàng. Kinh công ngồi cạnh đó cũng nói, này Ngô, xem hộ tôi luôn được không? Ngô Bình không thèm ngoảnh lại mà đáp ngay, vấn đề của anh khá rắc rối, hay bị căng thẳng thần kinh, hồi nhỏ anh bị đả kích gì hà? Đường băng vân nhìn kinh công rồi nói, khi 20 tuổi, anh ta tham gia vào quân phản loạn rồi bị người ta tẩy não, sau đó dùng súng bắn chết bố mẹ và em trai em gái của mình. Sau đó, tâm trí của anh ta trở nên bất thường tối đó đã giết thủ lĩnh của quân phản loạn và đốt luôn kho đạn ngô bình trầm mặc kinh công đã giết người thân bảo sao mắc trở ngại tâm lý anh khẽ thở dài rồi hỏi tôi có thể thôi miên để xóa bỏ những ký ức ấy của anh anh có đồng ý không kinh công chợt rơi nước mắt tôi áy náy lắm sao tôi lại giết hại người thân của mình chứ ngày nào tôi cũng sống trong dần vặt giờ bắt tôi quên họ đi thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa ngô bình thấy thương cho hắn kinh công anh sẽ không quên họ đây chỉ quên những ký ức đau thương thôi kinh công vùi đầu vào tay vài phút sau đã ngẩng lên nói nhờ anh giúp ngô bình gật đầu trong phiến ngọc có rất nhiều thuật thôi miên kết hợp với thần ý của anh thì muốn thi triển không khó anh bảo kinh công nhắm mắt lại sau đó nói một loạt các âm tiết rồi bảo hắn lặp lại sau khi kinh công nhắc lại bảy lần thì đôi mắt đã trở nên đờ đẫn người cứng đờ ngô bình kinh công bố mẹ và hai em của anh là do quân phản loạn giết họ là người xấu nhưng đã bị anh giết rồi kinh công quân phản loạn giết người thân của tôi tôi đã giết họ ngô bình anh phải sống thật tốt như thế người thân của anh mới an lòng kinh công tôi sẽ sống tốt ngô bình gật đầu rồi phát ra những âm tiết sắc bén người kinh công run lên rồi mở mắt hắn nghi hoặc nhìn ngô bình ngô tôi bị làm sao thế ngô bình cười nói anh ngủ quên tôi vừa gọi anh dậy đấy, cho anh thử cái này. Anh lấy một điếu xì gà ra rồi đưa cho kinh công. Hắn cảm ơn rồi châm xì gà, cả khoang máy bay lập tức có khói lởn vởn. chương 263, Hoa Hồng và Khả Ái. Có điều đám người đường băng vân đã quen rồi. Khả Ái cũng lấy bao thuốc lá dành cho nữ giới ra, vừa châm thuốc vừa hỏi, kinh công này, hồi đấy anh đã trả thù cho người thân như thế nào? Đôi mắt kinh công lóe lên vẻ căm hận, tôi giết chết chúng, sau đó bắn nát sọ chúng. Khả ái bật ngón tay, làm khá lắm, sau đó mỉm cười nhìn sang Ngô Bình. Rồi cô nàng ngồi xuống bên cạnh anh, chớp mắt hỏi, anh Ngô Bình có bạn gái chưa? Gương mặt đường băng vân xa sầm, cô muốn làm gì hả, khả ái? Khả ái bèn nói, đại ca này, em cảm thấy em và anh Ngô Bình cực kỳ xứng lứa vừa đôi. Em muốn hẹn hò với anh ấy. Đường băng vân tức giận, vớ vẩn. Hoa hồng mím môi cười, khả ái à, không nhìn ra sao. Đại ca đang ghen đấy. Đường băng vân cười khẩy, tôi mà thèm ghen tuông, đầu cô uống nước hay sao vậy, hoa hồng. Hoa hồng chớp mắt, đại ca à, nếu chị đã nói thế thì. Cô à đột nhiên ngồi vào lòng ngô bình, vòng tay ôm cổ anh, trông vô cùng quyến rũ, còn cố ý lắc mông. Ngô bình giật cả mình, cơ thể cũng cứng đờ. Anh nói, hoa hồng à, cô đừng nhúc nhích, tôi có phản ứng đấy, lại cấn phải cô. Hoa hồng mỉm cười, thế thì cứ cấn phải em đi. Em thích mà. Đường băng vân lập tức ngoảnh mặt đi, phớt lờ bọn họ. Khả ái thì sốt rồi kéo khả ái ra, đừng có dành với tôi nhé, hoa hồng. Tuy dáng người cô rất đẹp, nhưng tôi trẻ hơn cô đấy. Hoa hồng liếc mắt nhìn cô nàng, tôi đây chỉ mới 27 tuổi thôi, đương tuổi chín mọng mà đàn ông thích nhất đấy nhé. Đủ rồi. Cuối cùng đường băng vân cũng nổi cơn thịnh nộ, ngồi lại chỗ cũ hết cho tôi, bằng không tôi trừ tiền của các cô đấy. Hoa hồng lập tức ngoan ngoãn đứng dậy trở về chỗ cũ, nhưng khả ái vẫn tươi cười ngồi cạnh Ngô Bình, tiếp tục tán gấu cùng anh. Dọc đường đi, Ngô Bình cũng quen thân hơn với đám người này. Bọn họ mỗi người mỗi tính, nhưng đều là cao thủ trong nhóm lính đánh thuê. Hoa hồng giỏi cận chiến và trinh sát tình báo, tinh công giỏi dùng vũ khí hạng nặng. Tàng phong và huyết đao xuất thân từ trinh sát, mạnh đều các mảng. Cuối cùng, vào dạng sáng, bọn họ đã nhảy dù xuống từ máy bay. Đối với người chưa có kinh nghiệm như Ngô Bình, nhảy dù là một thử thách khá khó nhằn, nhưng anh đã làm rất tốt, đáp xuống vô cùng vững vàng. Điểm nhảy xuống là một khu rừng nguyên sinh cận nhiệt đới. Bây giờ đang là cuối hạ, nhiệt độ ở đây rất cao, không khí ẩm và nóng, côn trùng độc tràn lan, nguy hiểm ở khắp nơi kinh công nhanh chóng dựng lên một nơi nghỉ ngơi an toàn, đường băng vân phụ trách sắp xếp nhiệm vụ. Ở đây cách mục tiêu chừng 30 km, chúng ta phải đi bộ đến gần mục tiêu. Cô ấy lấy ra một tấm bản đồ và đánh dấu một vị trí trên đó, mục tiêu có xây một tòa nhà bằng tre ở đây, trong khu rậm rạp. Bọn họ hay đi ra ngoài, thường là bằng trực thăng. Ngô Bình không kìm được lên tiếng, nói thật nhé, bảy người chúng ta muốn diệt sạch hơn 300 người là một chuyện có độ khó rất cao có thể lắng nghe đề nghị của tôi một chút không? Đường băng vân chừng mắt nhìn anh, anh có đề nghị gì? Ngô Bình lấy một cái lọ nhỏ có chứa ít nước ngủ, đoạn trả lời, đây là thi độc mà tôi đã thu thập được khi trị cho đoàn long. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để toàn bộ bọn người kia mất sức chiến đấu. Hoa Hồng Kinh ngạc hỏi, thứ này lợi hại đến thế cơ à? Ngô Bình đáp, cao thủ cảnh giới thần cũng sẽ mất sức chiến đấu vì thi độc, ngay cả tu vi của Tống Khai Giáp cũng bị giảm đi đáng kể đường băng vân nửa tin nửa ngờ đúng như lời ngô bình nói nếu bọn họ tấn công trực diện thì chắc chắn sẽ chịu thương vong dù sao thì phía đối diện cũng có không ít những kẻ liều lĩnh và cao thủ võ lâm thật sao cô ấy hỏi ngô bình trả lời dù kế hoạch của tôi không thành công thì chúng ta cũng không tổn thất gì mà đúng chứ đường băng vân hơi trầm ngâm đoạn bảo được ngô bình dùng kế hạ độc của anh trước nếu thành công chúng ta sẽ đánh thẳng vào nếu thất bại tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu. Lúc này, cô ấy giải thích thật căn kẽ kế hoạch lúc đầu, sau đó mới nói với Ngô Bình, nếu kế hoạch hạ độc của anh thành công, tôi sẽ chia một nửa khoản tiền 500 triệu euro cho anh. Ngô Bình vết miệng cười, mọi người cứ ở đây chờ tin tốt của tôi. Anh đặt trang bị xuống, sau đó phóng nhanh qua khu rừng rộng hệt như một con vượt, chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng. Hoa Hồng cảm thán, không hổ là người đánh ngang cơ với đại ca, thân thủ đúng là khủng khiếp. Khả Ái hỏi, hoa hồng này, cô nghĩ anh ấy có thành công không? Cô ả nhún vai bảo, còn nhớ kịch độc không? Kịch độc là biệt danh của sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới. Người này rất giỏi dùng độc, đã từng dùng độc giết chết hàng nghìn người. Kỷ lục cao nhất là một đêm dùng độc giết sạch người của cả doanh trại. Khả Ái ướm hỏi, ý cô là, anh ấy cũng có năng lực như kịch độc? Hoa Hồng Đáp, người biết giải độc nhất định cũng là cao thủ về đầu độc. Chúng ta đều biết chuyện của Đoàn Long mà, toàn bộ người trên đời này đều lực bất lòng tâm, thế mà anh ấy lại có thể giải trừ thi độc. Điều này chứng tỏ trình độ dùng độc của anh ấy tuyệt đối không phải dạng thường. Cứ chờ đi, có thể anh ấy sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc cho chúng ta đấy. Trời tờ mờ sáng, Ngô Bình nhanh chóng băng qua rừng cây. Sau hơn nửa giờ, anh đã xuất hiện gần khu vực mục tiêu, bèn giảm tốc độ lại lúc này trời đã hửng sáng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng người phía trước anh trèo lên cây chậm rãi đến gần đến khi trèo lên ngọn cây cao nhất anh mới nhìn rõ cảnh tượng phía trước mười mấy tòa nhà tre hai tầng được xây dựng giải rác trên một khu đất bằng phẳng xung quanh là năm tháp canh gác làm bằng tre mỗi tháp có hai người quan sát tình hình chung quanh tất cả đều cầm súng trong tay anh rất bình tĩnh nấp sau tàng lá yên lặng quan sát chừng hai mươi phút trôi qua có người cầm xô nước đi ra con suối cách đó không xa để lấy nước. Ngô Bình chớp lấy cơ hội, bèn lặng lẽ bám theo. Anh đi vòng, chẳng mấy chốc đã đến gần con suối, sau đó ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp. Trong ba người, có hai người đã lấy nước rời đi, người còn lại chạy ra một góc để đi vệ sinh, sau khi kéo quần lại xách xô nước lên. Chính vào lúc này, Ngô Bình cong ngón tay búng một cái, người kia lập tức sững ra rồi cứng đờ lại. Ngô Bình bắn ra một làn khói khiến nó sộc vào mũi người kia. Đối phương ngây ra, ánh mắt từ từ trở nên trống rỗng. Anh niệm vài câu, người đó lập tức tiến lại gần, đôi mắt vẫn đờ đẫn. Đưa lọ thi độc cho đối phương, Ngô Bình ra lệnh đổ nó vào canh, cơm hoặc rượu khi nấu ăn. Người kia đã bị khống chế, cầm lấy chiếc lọ ấy rồi gật đầu, sau đó tiếp tục xách xô nước trở về. Chương 264: Hạ độc. Sau đó Ngô Bình quay lại cây quan sát thật kỹ tình hình phía đối diện. Một giờ sau, khói bếp bốc lên, đám người kia bắt đầu nấu nướng rồi, mùi thơm của thức ăn bay thoang thoảng. Ngô Bình còn ngửi được cả mùi thịt kho tàu và gà tỏi ớt. Chắc hẳn có một phần trong số họ là người viêm long, vì các loại gia vị bản địa thường sử dụng trong các món Đông Nam Á tuyệt đối không phải mùi vị này. Trước đó, anh đã báo cho đường băng vân, bảo họ tiến lại gần phía này. Nửa giờ nữa trôi qua, họ đã đứng cách đó vài trăm mét ngô bình nói qua máy truyền tin mọi người đứng chờ tại chỗ tôi cảm thấy sắp được rồi quả nhiên chưa đầy vài phút sau bên trong đã có người ôm bụng đau đớn thét lên những tiếng la hét thảm thiết càng lúc càng nhiều hơn hiện trường hỗn loạn vô cùng ngô bình nói thì độc phát tác rồi đường băng vân ra lệnh cho mọi người hành động độc lập khả ái dùng súng bắn chết người trên tháp canh gác rồi trèo lên đó huyết đao và tàng phong tấn công từ hai phía trái phải đường băng vân và kinh công thì tấn công chính diện. Khi đi qua gốc cây, đường băng vân đặt súng bắn tỉa xuống. Ngô Bình vội vàng nhảy xuống, cùng khả ái lên tháp canh gác. Vừa lấy được súng bắn tỉa, tàng phong và huyết đao đã ra tay. Mỗi lần gặp ai đang gào thét, bọn họ liền nâng súng lên bắn, còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Đột nhiên có một người đàn ông cao to xông ra, mặt tên đó đen xì, tay nổi đầy mụn ngủ, nhưng vẫn phát huy được một phần sức chiến đấu, giận dữ lao về phía tàng phong. Bằng, tiếng súng vang lên, khả ái đã bắn nổ đầu tên đó. Sau đó những tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả những kẻ có thể chống trả trong đám cướp ấy lần lượt bị khả ái bắn chết. Ngô Bình cũng ngắm bắn một tên, đối phương là cao thủ cảnh giới thần, tuy đã trúng độc nhưng vẫn còn sức chiến đấu, đang liều mạng chạy thật xa. Anh nhắm chuẩn, rồi bóp cò. Bằng, đạn bắn trượt, cách mục tiêu ít nhất 30 mét. Anh đỏ mặt, nhanh chóng điều chỉnh góc độ rồi bắn phát thứ hai. Với phát súng này, viên đạn bắn cách mục tiêu 7, 8 mét. Bằng. Sau phát thứ ba, người đang chạy trốn vào rừng sâu đã ngã xuống đất với lồng ngực bê bết máu. Khả Ái cười nói, "Đỉnh, bắn phát thứ ba đã trúng mục tiêu, anh quả là thiên tài bắn tỉa." Lúc này, Đường Băng Vân đã xông vào tòa nhà có độ cao và kết cấu vững chắc nhất. Mấy tiếng gầm giận dữ vọng ra một bóng người tông vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Đó là một người đàn ông thô kệch ngoài 40 tuổi, vẻ mặt hung dữ, khí đen phủ kín mặt. Người này trúng độc khá nặng, vừa nhảy xuống đất đã chạy vào rừng. Chính vào giây phút nhấc chân lên, một viên đạn đã nổ tung đầu người nọ. Đó là đạn xuyên giáp, dù có là cao thủ tiên thiên cũng không chịu nổi. Sau đó đường băng vân cũng đáp xuống đất, liếc nhìn thi thể rồi bật ngón cái về phía khả ái đang đứng cuộc giết chóc vẫn tiếp tục, trong hơn 300 người đã có ít nhất 280 người trúng độc, số ít người không trúng độc đều có tu vi không cao, chẳng mấy chốc đã bị tàng phong và huyết đao giải quyết. 20 phút sau, cuộc chiến kết thúc, tinh công đi xử lý thi thể, đường băng vân thì gọi Ngô Bình đến chỗ mình. Ngô Bình cười hỏi, sao, kế hoạch của tôi ổn chứ? Đường băng vân đáp, cũng được, giúp chúng tôi tiết kiệm tiền hai quả đạn đạo. Ngô Bình ngây ra, đạn đạo. Đường Băng Vân nói, "Thật ra tôi còn một kế hoạch nữa. Nếu khúc xương này khó nhai quá thì chúng tôi sẽ dùng máy bay ném bom, biến khu vực này thành biển lửa và cho nổ chết đám người tống khai giáp tại đây." Ngô Bình thấy đầu mình tê dần, điều động máy bay quân sự luôn ư. Cô ấy trả lời, "Ừ, quân đội chúng tôi có 12 máy bay chiến đấu, 6 máy bay ném bom, còn có hai loại tên lửa đạn đạo." Ngô Bình rất kinh ngạc, trên thế giới này ngay cả một số quốc gia hạng chung cũng không dám bảo mình có đến 18 máy bay chiến đấu đâu nhỉ. Anh hỏi, vậy các cô có xe tăng không? Tính cơ động của xe tăng quá kém, chỉ trang bị 5 chiếc, cô ấy đáp. Ngô Bình thở dài, hóa ra cô là quân phiệt. Đường băng Vân Hờ hững nói, bây giờ là thời đại khoa học công nghệ phát triển. Sức mạnh của một người dù sao cũng không thể bằng sức mạnh công nghệ. Đột nhiên Ngô Bình xoa hai tay vào nhau, ướm hỏi, hôm nào cho tôi lái thử máy bay chiến đấu được không? Đường băng vân liếc anh một cái rồi trả lời, được thôi, anh chỉ cần trả một triệu euro một giờ. Ngô Bình kêu lên, máy bay chiến đấu nhà cô đáng bao tiền cơ chứ? Số tiền tôi bỏ ra để lái vài ngày cũng đủ mua một cái rồi. Đường băng vân bảo, lần này chia cho anh một nửa, anh có thể tự đi mua. Nói đến chia tiền, hai mắt Ngô Bình sáng rỡ. Anh hỏi, tìm thấy tiền rồi à? Đường băng vân lắc đầu, tìm rồi, trên tòa nhà không có, chắc được giấu ở đâu đó. Chúng ta không thể nán lại lâu, nếu trước buổi trưa vẫn chưa tìm ra thì đành phải bỏ cuộc. Tiền ở đây có một nửa của ngô bình đấy, anh nói ngay, để tôi tìm. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, tìm kiếm trong phạm vị 300 mét. Ngô Bình tin rằng dù có giấu đồ cũng không thể giấu quá xa, chắc chắn phải nằm trong tầm mắt của mình. Thấy Ngô Bình xoay trái rồi quay phải, khả ái hỏi, anh Ngô Bình này, anh làm vậy có thể tìm thấy hả? À? Ngô Bình nghiêm túc đáp, ạ à. Tôi có một loại cảm ứng rất bí ẩn với tiền bạc. Một lát nữa cô sẽ biết thôi. Vừa dứt lời, mắt anh đã sáng rực lên. Ở phía trước có một tảng đá lớn, nặng chừng vài tấn, có mấy bộ quần áo đang phơi trên tảng đá. Dưới tảng đá, anh nhìn thấy có một cái hang động ngầm xiên xuống. Ngô Bình lập tức gọi kinh công đến, cả hai hợp sức đẩy tảng đá đi, lộ ra hang động tối om ấy chương 265, báu vật trong hầm. Khả ái lấy điện thoại soi rồi nhảy vào, vài phút sau đã reo ầm lên, ôi, nhiều vàng quá. Bọn người ngô bình cũng lục tục nhảy xuống, phát hiện có một lối đi được đào vào phía trong, dài chừng 3, 4 mét. Đây là một căn hầm khá rộng rãi được xây bằng đá. Căn hầm này dài khoảng 30 mét, rộng 20 mét, cao 2 mét, cách mỗi đoạn đều có một cột đá làm trụ trống dưới đất. Nhiều dương gỗ đặt trong tầng hầm, có một dương đã được khả ái mở ra, bên trong chất đầy thỏi vàng. Mỗi thỏi vàng nặng một ký, mỗi dương nặng khoảng một tấn, tổng cộng có 20 dương. Ngoại trừ vàng, còn có 30 cọc tiền vuông vức, tổng số tiền ước tính khoảng 3 tỷ. Chưa kể, ngoài vàng và tiền mặt ra còn có rất nhiều hộp, lớn nhỏ dài ngắn đủ cả, khoảng hơn 100 cái. Ngô Bình mở bừa một hộp, không ngờ đó là tác phẩm của đường bá hổ, mở thêm hộp nữa lại thấy được sứ thanh hoa của Triều Nguyên anh trợn tròn mắt là đồ cổ đường băng vân gật đầu đây có lẽ là số bảo vật mà tống khai giáp đã tìm cho minh vương chúng ta hời to rồi đoạn cô ấy nhìn sang ngô bình tôi nói lời giữ lời một nửa số đồ này thuộc về anh ngô bình hiểu rõ công lao lớn nhất không thuộc về mình anh lập tức cười đáp một nửa thì thôi tôi không cần tiền mặt và vàng đâu chỉ chọn một nửa số đồ cổ thôi nhé qua lại với đường tử di đã lâu anh cũng có hiểu biết nhất định về giá trị của đồ cổ. Hơn 100 món đồ cổ ở đây đều là báu vật quý hiếm, tổng giá trị của chúng ít nhất phải 10 tỷ, thậm chí lớn hơn. Đường Băng Vân hơi bất ngờ, nhìn vào mắt Ngô Bình, anh chắc chắn chỉ lấy một nửa số đồ cổ. Ngô Bình đáp, tôi chỉ đến tham gia kiểm tra thực chiến, không thể tham quá. Một nửa số đồ cổ đã là rất nhiều rồi. Khả Ái cười bảo, anh Ngô Bình thú vị ghê. Hoa Hồng cũng cười phụ họa, thế mọi người cảm ơn anh nhé lặng im dây lát, đường băng vân mới lên tiếng, thu dọn đồ nhanh đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Sau đó cô ấy gọi máy bay trực thăng, nửa giờ sau, mấy chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh và lấy đi toàn bộ bảo vật tại hiện trường. Bọn người ngô bình ngồi một chiếc trực thăng khác để bay về nước. Hơn một giờ sau, trực thăng hạ cánh xuống một sân bay quân sự nhỏ ở tỉnh Biên Nam. Một đoàn xe tải chạy đến và chất mọi thứ lên máy bay vận tải. Trong quá trình chuyển đồ cổ, Ngô Bình đã chọn được một nửa món đồ mình muốn. Tất cả những thứ anh chọn đều quý hiếm và đắt tiền, ước tính ít nhất cũng phải 6, 7 tỷ. Sau khi chất đồ xong, Đường Băng Vân nói, "Ngô Bình, anh đã vượt qua buổi kiểm tra thứ hai." Ngô Bình cười cười, "Có phải còn buổi kiểm tra thứ ba không?" Đường Băng Vân không trả lời, chỉ bảo sẽ có người của nhà họ Đường liên lạc với anh. Ngô Bình đáp, "Được, tôi sẽ ở biên nam mấy ngày, không về cùng mọi người đâu." về số đồ cổ mà tôi đã chọn, cảm phiền đưa đến nhà họ đường ở Vân Kinh giúp tôi nhé. Nhà họ đường là chuyên gia siêu tầm đồ cổ, anh muốn nhờ đường thời lộc giám định và định giá giúp mình. Đường băng Vân hỏi, anh muốn ở lại biên Nam à? Cần giúp gì không? Ngô Bình lắc đầu, tôi hẹn gặp bạn thôi, mọi người cứ đi trước. Đường băng Vân như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở lời, chỉ đáp được, vậy anh bảo trọng. Tiến đám người đường băng Vân lên máy bay rồi, Ngô Bình quay lưng bước lên xe. Anh muốn đi gặp Tiết Thái Hổ một chuyến, dù sao anh cũng có năng lực nhìn thấu, nếu không dùng nó để cược ngọc thì tiếc quá. Chiếc xe này là một chiếc xe Việt giã hạng sang mà đường băng vân tặng cho anh. Nó hay xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Mỹ và trị giá hơn chục triệu đồng, được trang bị động cơ turbo 6 lít V10, mã lực mạnh, còn có đặc tính chống đạn, trọng lượng hơn 5 tấn. Có điều chiếc xe này rất khó lái. Ngô Bình lái được một lúc, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như lái xe tải. Vừa đi đường, anh vừa gọi điện cho Tiết Thái Hổ. Lúc này, Tiết Thái Hổ đang giàu dĩ hút thuốc trên sofa, lông mày nhăn tít lại. Có mấy thuộc hạ đứng trước mặt gã, ai cũng cúi gằm mặt, không khí nặng nề vô cùng. Ông Hổ đừng quá lo lắng, bàn cổ của chúng ta nặng đến 6 tấn. Tên trộm đinh mặc ấy có giỏi đến mấy cũng không lấy đi nổi, một thuộc hạ an ủi gã. Thứ mà siêu trộm đinh mặc đã muốn trộm thì không ai ngăn được. Tiết Thái Hổ phiền muộn, ngay cả kiếm long tuyền của nhà họ bạch còn bị hắn trộm mất. Các cậu nghĩ tôi sẽ ngăn cản được sao? Đúng lúc này, điện thoại gã reo lên. Tiết Thái Hổ bực dọc liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi bỗng dưng bật dậy kêu lên, mình được cứu rồi. Gã vội vàng bắt máy, nói bằng giọng su nịnh, cậu ngô sao lại dỗi dãi gọi cho tôi thế này. Ngô Bình đáp, tôi đang trên đường đến gặp ông, khoảng 2 giờ nữa sẽ đến nơi. Tiết Thái Hổ mừng rỡ vô cùng, tốt quá rồi, tôi sẽ cử người đi đón cậu ngay. Ngô Bình trả lời, không cần đâu, lần này tôi đến vì muốn sang nước miến xem nguyên thạch. Ông rảnh chứ? Nếu cậu muốn đi, tôi chắc chắn sẽ rảnh. Tiết Thái Hổ cười tâu tuét, cậu Ngô à, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị rượu để đón cậu ghé thăm. Gã vừa cúc máy, một thuộc hạ đã hỏi, ông Tiết à, ông muốn mời anh Ngô ra mặt ạ à? Tiết Thái Hổ gật đầu, các cậu không biết đấy thôi, sau lưng cậu ngô có cao nhân đấy. Nếu cậu ngô chịu giúp tôi, một tên trộm còn con như đinh mặc chẳng đáng là gì cả. Đoạn, gã bảo, mau lấy chai rượu tốt nhất ra đây. Tôi phải tiếp đãi cậu ngô thật long trọng. Chưa đầy 2 giờ, xe của ngô bình đã tiến vào biệt thự của Tiết Thái Hổ. Gã đã đứng chờ ở cổng từ lâu, ngô bình vừa xuống xe, gã vội vã tiến ra nghênh đón, kính chào cậu ngô. Ngô Bình xua tay, không cần khách sáo. Tôi đói rồi, Ông chuẩn bị món ngon đi." Tiết Thái Hồ cười đáp, "Tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi." Mời cậu vào, dẫn Ngô Bình vào đến phòng khách, gã vừa ra lệnh, đủ loại món ăn và rượu ngon lập tức lần lượt được mang ra. Ngô Bình thật sự đói lắm rồi, từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ, anh chưa ăn gì cả, bụng đã đánh trống từ nãy giờ. Càn quét bàn ăn một hồi, anh mới giảm tốc độ lại. Vừa uống rượu vừa dùng cơm, anh nói, "Ông Tiết này, hôm nay tôi sẽ trả 3 tỷ mà tôi đã mượn ông." Tiết Thái Hổ ngây ra, gã không định đòi 3 tỷ mà Ngô Bình đã mượn, dù sao gã cũng là bên yếu thế, nếu Ngô Bình không trả thì gã cũng hết cách. Nhưng Ngô Bình lại không lấy tiền của gã, điều này khiến gã cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng lại muôn phần kính phục anh. Dù sao thì người có thể giữ lời hứa như Ngô Bình quả thật không còn nhiều nữa. Gã vội nói, cậu Ngô à, 3 tỷ ấy, xem như tôi biếu cậu. Ngô Bình lau miệng, mượn thì phải trả, ông cứ nhận đi. Anh chuyển khoản ngay 3 tỷ cho Tiết Thái Hổ, vài phút sau tiền đã được chuyển đến. Sau khi nhận được tin nhắn chuyển khoản, Tiết Thái Hổ tô tuyết cười, nếu cậu Ngô đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Dừng lại đôi chút, gã nói tiếp, cậu Ngô à, tôi gặp phải rắc rối, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Bình tò mò, ông thì gặp rắc rối gì được. Chủ của ông trở mặt à. Tiết Thái Hổ vội vàng đáp, không phải chủ của tôi, là siêu trộm đinh mặc. Tên khốn này nói rằng trong vòng 3 ngày nữa sẽ trộm đi, đá bàn cổ, bảo vật gia truyền của tôi. chương 266, đá bàn cổ. Ngô Bình hỏi, đá bàn cổ là gì? Tiết Thái Hổ, là bảo bối gia truyền của nhà họ Tiết tôi. Năm xưa, tổ tiên của nhà tôi đã coi nó như phỉ thúy, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đoán đá bàn cổ không phải là phỉ thúy bình thường, chắc chắn bên trong nó có thứ gì đó. Ngô Bình, là thứ gì? Tiết Thái Hổ lắc đầu, tôi không rõ, nhưng trực giác của tôi mách bảo như vậy. Nếu là nguyên thạch thì xẻ ra là biết ngay thôi, Ngô Bình nói. Tiết Thái Hổ thở dài, đó là bảo bối mà tổ tiên tôi để lại, sao tôi dám xẻ nó ra chứ? Ngày xưa, có người đòi mua nó với giá 3 tỷ mà tôi có thèm để ý đâu. Ngô Bình hỏi qua về đá bàn cổ thì biết nó nặng cả tấn nên tò mò hỏi, thứ to thế mà ông vẫn sợ bị người ta trộm mất à? Tiết Thái Hổ cười trừ nói, thế là cậu chủ Ngô chưa biết đến sự lợi hại của đạo tặc Đinh Mặc rồi, thứ nặng nhất mà hắn từng trộm còn to hơn bảo bối gia truyền nhà tôi nhiều. Chỉ cần hắn muốn thì cái gì cũng trộm được hết. Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú với siêu trộm Đinh Mặc này nên hỏi Tiết Thái Hổ. Gã nói Đinh Mặc là một siêu trộm truyền kỳ trong giang hồ, nghe nói chưa có ai từng nhìn thấy mặt hắn. Hắn hành nghề rất phách lối, muốn trộm thứ gì thì thông báo trước, sau đó lấy đi trước sự canh phòng nghiêm ngặt của chủ nhân vật đó hắn đã hành nghề được 10 năm, nhưng chưa từng thất bại một lần nào, hiện giờ hắn đã trộm được hơn 13 món đồ, hơn nữa món nào cũng là vật rất quý, ví dụ như kiếm long tuyển của nhà họ Bạch, kiếm đạt ma của chùa Đại Thiền, vòng song long của Võ Đang. Những thế lực lớn này cũng không làm gì đinh mặc được, vì không ai biết hắn là ai và hắn đã cất đồ ăn trộm ở đâu. Nghe đến đây, Ngô Bình cười nói, thế ông phải vui mới đúng, theo phong cách hành nghệ của tên này thì hắn chỉ lấy vật quý thôi như thế chứng tỏ đá bàn cổ của ông có giá trị cao, không thì hắn đã chẳng thèm để mắt tới. Tiết Thái Hổ thở dài nói, nhưng dù nó có giá trị đến mấy thì cũng sắp không còn là của tôi nữa rồi, nhất định Đinh Mặc sẽ trộm nó đi mất. Ngô Bình, ông vừa nói hắn lấy trộm những món đồ rất lớn mà không ai phát hiện ra, ông không thấy chuyện này rất kỳ quặc à. Tiết Thái Hổ cười khổ nói, có gì kỳ quặc đâu, vì chuyện gì hắn chẳng làm được. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi nói với Tiết Thái Hổ, ông định nhờ tôi đối phó với Đinh Mặc hả? Tiết Thái Hổ gật đầu thật mạnh, cậu chủ Ngô là cao thủ đẳng cấp, chắc chắn có thể giúp được tôi. Ngô Bình hừ một tiếng, đến chùa Đại Thiền và nhà họ Bạch còn bó tay thì tôi làm được gì? Ông nhờ cao thủ khác đi. Tiết Thái Hổ vội nói, cậu chủ Ngô, nếu đến cậu cũng không đối phó được với Đinh Mặc thì tôi chỉ còn cách nhận thua thôi. Giờ tôi sẽ xẻ đá bàn cổ ra rồi bán thứ bên trong đi luôn. Ngô Bình cười hỏi, được đấy, tôi cũng đang muốn biết bên trong có bảo bối gì. Tiết Thái Hổ thở dài, cậu chủ Ngô, tôi đồng ý bán đá bàn cổ cho cậu. Ngô Bình nhớn mày, hả, bán cho tôi ư, ông định bán bao nhiêu? Tiết Thái Hổ giơ ba ngón tay lên, ngày xưa có người trả tôi ba tỷ nhưng tôi không bán, cậu chủ Ngô có duyên với tôi nên tôi sẽ bán cho cậu với giá ba tỷ. Ngô Bình tỉnh bơ nói, được, giờ ông dẫn tôi đi xem đi. Tiết Thái Hổ lập tức mời anh đi tới một nơi được canh phòng nghiêm ngặt, phòng trong vòng ngoài đều có ba tầng vệ sĩ, thậm chí còn lắp đặt kết bảo vệ chuyên biệt của ngân hàng, đến một con muỗi cũng không bay vào được. Trong căn phòng với bốn bức tường được gia cố bằng hợp kim như một chiếc tủ sắt có một tảng đá cao bằng một người lớn, nó có hình như tòa tháp, nhìn bên ngoài chỉ như một tảng đá thô. Tiết Thái Hổ nói, cậu chủ ngô, đây chính là đá bàn cổ, bảo bối của nhà họ Tiết tôi, đã truyền nhiều đời rồi. Ngô Bình nhìn xuyên qua lớp vỏ thì thấy quả nhiên bên trong có một loại phỉ thúy đế vương lục cực quý, nhưng không to lắm. Ngoài ra, ở chỗ khác lại có một chiếc hộp bằng đồng. Chiếc hộp này dài 20 phân, hình như có hình lập phương. Anh tiếp tục nhìn xuyên vào bên trong thì ngạc nhiên phát hiện có 7 hòn đá với các màu sắc khác nhau ở bên trong, anh biết đó chính là tiên thạch. Ngoài 7 viên tiên thạch đó ra thì còn có hai bình thuốc, một bình màu xanh và một bình màu trắng. Trong bình màu xanh có 3 viên đan dược màu tím, còn bình màu trắng thì có bốn viên đan dược màu xanh. Ngô Bình bình tĩnh nói, ông bán cho tôi thật chứ? Tiết Thái Hổ cười nói, không bán thì cũng bị trộm mất, thà tôi bán luôn cho xong. Ngô Bình gật đầu, tôi đồng ý giá 3 tỷ. Tiết Thái Hổ cười nói, tốt quá rồi, tôi sẽ đi gọi người xẻ nó luôn. Không cần đâu, Ngô Bình xua tay, ông tìm cho tôi một cái túi, tôi sẽ tự sẻ. Tiết Thái Hổ ngẩn ra nói, cậu chủ ngô, cậu định dùng gì để xẻ đá? Tự tôi có cách, Ngô Bình nhìn gã, ông ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. Tiết Thái Hổ không dám hỏi nhiều mà dẫn người rời đi ngay, chỉ còn một mình Ngô Bình ở lại, một lát sau thì có người mang túi vào cho anh. Ngô Bình lấy kiếm sát ra rồi chém một đường trẻ đôi tảng đá, bên có phỉ thúy thì anh moi ra, nặng khoảng 30kg, nếu ra công thành trang sức thì sẽ có giá trị cao hơn. Sau đó, anh lại lấy cái hộp đồng ra, sau đó bỏ vào trong cái túi cùng phỉ thúy, sau đó xách ra ngoài. Anh vừa đi ra thì Tiết Thái Hổ đã chạy tới hỏi, cậu chủ ngô, được chứ? Ngô Bình nói, lấy được hai khối pha lê và phỉ thúy đế vương lục, tôi không để ông thiệt đâu, tôi sẽ bán rẻ cho. Ngô Bình lấy khối phỉ thúy nặng 10 cân ra rồi để xuống đất. Sau khi nhìn thấy khối phỉ thúy ấy, Tiết Thái Hổ đoán ít nó cũng phải có giá 3, 4 tỷ. Gã thấy Ngô Bình vẫn còn một khối, nhưng không to bằng mình, xem ra dù gã bán lỗ nhưng cũng không lỗ quá nhiều. Ngô Bình, tôi bán cho ông khối này. Tiết Thái Hổ sáng mắt lên nói, được, cậu chủ ngô ra giá đi. Ngô Bình, ba tỷ. Tiết Thái Hổ cười nói, tôi đồng ý. Vừa hay Tiết Thái Hổ đang thiếu loại phỉ thúy đế vương ngọc này, nếu ra công thành sản phẩm thì gã có thể bán được với giá cả chục tỷ. Cứ thế, Ngô Bình đã tay không mang được cái hộp đồng đó đi. Bây giờ, anh mới hỏi, sao tảng đá này lại tên là đá bàn cổ, có lý do gì không? chương 267, Luyện Thành Quyền Ý Tiết Thái Hổ nói, chuyện là thế này, nơi tổ tiên tôi phát hiện ra tảng đá này có cắm một cái biển đề chữ bàn cổ, vì thế tổ tiên nhà tôi mới đặt tên cho nó là đá bàn cổ. Ngô Bình, giờ tôi đã xẻ đá bàn cổ rồi nên ông khỏi lo định mặc đến trộm nữa nhé. Tiết Thái Hổ nói, cậu chủ Ngô đã giúp tôi giải quyết một mối lo. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói tiếp, ông hãy kiếm cho tôi một căn phòng yên tĩnh, tôi phải tu luyện. Phía sau nơi này có một ngôi nhà rất yên tĩnh, cậu chủ ngô có thể đến đó, tiết thái hổ vội đáp. Ngô Bình không khách sáo mà bảo gã dẫn đường luôn, đó là một căn nhà gỗ hai tầng được xây theo lối cổ. Ngô Bình đi quanh một vòng rồi hài lòng nói, ông cứ kệ tôi, chuẩn bị mấy hôm nữa đi nước miến nhé. Tiết Thái Hổ cười nói, bọn quân phiệt bên ấy giấu nhiều nguyên thạch lắm, tôi toàn nhập hàng của họ nhưng họ đã làm trong ngành này nhiều năm nên rất tinh quái muốn chiếm lợi ích của họ thì cực khó cậu chủ ngô có con mắt tinh tường lần này chúng ta phải làm một phi vụ lớn mới được ngô bình không nhịn được hỏi lớn cỡ nào tiết thái hồ cười phá lên nói cậu chủ ngô phỉ thúy cao cấp nhất trên thế giới đều ở nước miến hơn nữa cũng bị khai thác nhiều rồi nếu chúng ta có thể chiếm được lượng lớn phỉ thúy cao cấp thì có khác gì nắm quyền định giá phỉ thúy trong tay đâu vì thế Lần này tôi đã chuẩn bị 50 tỷ để mua hàng rồi." Ngô Bình nhìn gã, "Ông Định bảo tôi vơ hết phỉ thúy cao cấp của nước Miến Trung một mẻ à?" Tiết Thái Hổ gật đầu, hội quân phiệt bên ấy toàn được thừa kế từ cha ông, giá trị hàng tích trữ của họ khéo phải hơn 500 tỷ, nhưng cậu cũng biết đấy, giá nguyên thạch có thể tăng lên gấp nhiều lần mà. "Vì vậy, tôi muốn dùng 50 tỷ để mua hết nguyên thạch tốt nhất một lần." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vừa hay tôi cũng đang đầu tư vào một dự án thị trấn phỉ thúy, sau này sẽ cần một lượng nguyên thạch lớn, ông có hứng hợp tác không? Tiết Thái Hổ cười nói, đương nhiên rồi, được hợp tác với cậu thì còn gì bằng nữa? Ngô Bình, trong 5 tỷ này thì thị trấn phỉ thúy chi 2 tỷ, còn ông chi 3 tỷ, mọi người cùng hợp tác mua hàng. Hàng mua về rồi, nếu ông muốn bán thì thị trấn phỉ thúy sẽ mua. Tiết Thái Hổ hỏi qua về quy mô của thị trấn phỉ thúy rồi cười nói, kế hoạch này hay đấy, không biết tôi tham gia cổ phần được không? Ngô Bình, được chứ, dự án này đang rất cần vốn, mà ông lại là bên cung cấp hàng, nếu ông tham gia cổ phần thì quá tốt rồi. Chuyện này để bàn sau nhé. Tiết Thái Hổ mừng rỡ, "Vâng." Chờ Tiết Thái Hổ đi rồi, Ngô Bình mới đóng cửa rồi lấy chiếc hộp đồng ra. Bảy viên tiên thạch bên trong có màu sắc và thuộc tính khác nhau. Ngô Bình lấy hai cái lọ ra rồi mở lọ màu xanh trước có ba viên đan dược màu tím ở bên trong, mùi hương thơm ngào ngạt. Ngô Bình nhìn chăm chú rồi hít sâu một hơi, để mùi thuốc lan tỏa khắp trong phổi, sau đó anh nín thở rồi đóng nắp lại. Lúc này, anh cảm thấy phổi mình thanh mát, một luồng sức mạnh kỳ lạ đã thấm vào máu khiến anh rất khoan khoái. Năm phút sau, anh mới thở ra, sau đó đôi mắt sáng bừng, đúng là tử vi luyện hình đan có khác, mới hít một hơi thôi đã mạnh lên bao nhiêu rồi tử vi luyện hình đan là một loại đan dược luyện hình, uống nó vào sẽ có tác dụng như tập bài luyện thể, nhưng mãnh liệt hơn và có hiệu quả nhanh hơn. Anh lại mở cái bình màu trắng ra, có bốn viên đan dược màu xanh ở trong. Lần này, anh lại hít sâu một hơi rồi vội vàng đóng nắp lại. Ngô Bình nín thở, một luồng sức mạnh chảy trong người anh, cuối cùng sông lên ấn đường, khiến tinh thần anh minh mẫn hơn hẳn. Loại đan dược này có tên là ất mộc thần đan, chuyên dùng để luyện thần, nếu uống nó vào thì khi luyện thần sẽ có kết quả đáng ngạc nhiên. Vài phút sau, Ngô Bình mới thở ra rồi lẩm bẩm, "Đồ tốt, có hai loại đan dược này rồi thì tốc độ tu hành của mình sẽ nhanh hơn." Ngô Bình kiềm chế cơn kích động rồi tiếp tục luyện quyền ý, quyền ý của anh đã đến cảnh giới sơ ngộ, chỉ còn một chút nữa là tới ngưng ý, anh có cảm giác tối nay mình sẽ đột phá. Ngô Bình đánh vài quyền rồi lại ngồi xếp bằng xuống, tập trung tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, loáng cái đã 4 giờ sáng đột nhiên anh dừng động tác lại, đôi mắt lóe sáng rồi nhìn ra cửa sổ bằng giấy, cuối cùng nó đã bị anh chọc thủng một lỗ, vậy là anh đã chính thức tiến vào cảnh giới ngưng ý của quyền ý. Ngưng ý là chính thức ngưng luyện quyền ý, nếu luyện thành công thì anh sẽ thay ra đổi thịt, khí chất thay đổi, chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến người ta thấy mạnh như hổ. Anh vừa ngưng tụ được quyền ý thì chờ thấy có cơn gió nhẹ thổi qua, Ngô Bình không nghĩ nhiều mà tung ngay một quyền ra, tung một chiêu trong ngũ long thánh quyền ra phía sau. Quỳnh, quyền đó nhanh đến mức phải đánh chúng người phía sau rồi thì Ngô Bình mới biết là ở đó có người. Ngôi nhà gỗ rung lên, một bóng người đập vào cây cột gỗ, hắn mặc đồ bó sát màu đen, gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt. Phụt, người đó hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó ho khù khụ rồi nói, quyền ý, hơn trăm năm rồi mới xuất hiện, quả nhiên lợi hại. Ngô Bình hít mắt hỏi, anh là Đinh Mặc hả? Người đó cười đáp, được cậu biết tên đúng là vinh hạnh của Đinh Mặc tôi. Ngô Bình quan sát hắn, đây là một người đàn ông cao lớn. Hơn nữa tu vi đã ở cảnh giới tiên thiên, một cao thủ cảnh giới tiên thiên mà cũng bị Ngô Bình đánh bị thương dễ dàng, chính anh cũng thấy kinh ngạc. Đinh Mặc chậm chậm bước tới, rõ ràng hắn bị thương không nặng. Ngô Bình bình thản cầm kiếm sát lên, anh có thể giết Lâm Thiên Vương thì người này cũng thế thôi. Đinh Mặc cười nói, cậu là Ngô Bình hả? Ngô Bình, ừm. Đinh Mặc, đời tôi đã đi trộm 13 lần nhưng chưa thất bại lần nào, không ngờ lần này lại bị cậu đánh, tôi khâm phục. Ngô Bình, quá khen. Đinh Mặc cười nói, tôi ngồi xuống được không? Ngô Bình trầm mặc nói, mời. Hai người đều ngồi xuống cách nhau 3 mét rồi nhìn thẳng vào đối phương. Đinh Mặc, chắc cậu đã lấy được đồ trong đá bàn cổ rồi đúng không? Ngô Bình biết giờ có chối cũng vô dụng nên nhận luôn, ừm. Đinh Mặc, đó là thứ gì? Ngô Bình hỏi ngược lại, sao tôi phải nói cho anh biết? Đinh mặc cười trừ, cậu yên tâm, tôi không có ý đồ gì với mấy thứ đó đâu. Ngô Bình cười lạnh nói, lời nói của siêu trộm thì ai mà tin được. Đinh mặc thở dài, dù tôi là siêu trộm, nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp. Ngô Bình nói ra điều nghi vấn, sao anh biết chuyện của đá bàn cổ? chương 268, thân phận của Đinh mặc Đinh mặc 3 năm gần đây, tôi luôn tìm kiếm di tích của thần tiên, sau đó đã phát hiện ra tảng đá này tôi lần theo manh mối rồi biết là nó đã được tổ tiên của tiết thái hổ đào được cho nên mới muốn đến xem sao ngô bình anh đã điều tra ra được gì rồi đinh mặc cười đáp sao có mỗi tôi nói thế cậu cũng phải tiết lộ gì đó đi chứ ngô bình phải xem anh có đủ thành ý không đã đinh mặc vỗ đùi nói được vậy tôi sẽ nói trước theo suy đoán của tôi thì gần đây từng có một động tiên sau đó núi lửa phun trào nên đã che lấp hang động ấy, đồ đạc bên tròn cũng nhấn chìm trong nham thạch rồi phân tán ra xung quanh. Cho nên tôi nghĩ bên trong tảng đá bàn cổ này sẽ có một các món đồ của động tiên, Đinh mặc nói. Ngô Bình nhớn mày, vậy có nghĩa là gần tảng đá này vẫn còn những vật khác bị nham thạch bao phủ ư? Đinh mặc nói tiếp, thật ra thân phận chính của tôi không phải là siêu trộm đây, mà là đạo nhân rời núi, những thứ mà tôi lấy chỉ phục vụ cho việc tìm phần mộ động tiên thôi, sau khi dùng xong tôi đều trả về cho chủ cũng mà ngô bình ngẩn ra anh là đạo nhân rời núi ư đạo nhân rời núi là cách gọi hoa mỹ thôi thực tế là trộm mộ đinh mặc đạo nhân rời núi chúng tôi chỉ tìm động tiên chứ không động vào mộ của người bình thường tôi nói nhiều rồi đấy giờ đến lượt cậu thôi chứ nhỉ ngô bình thờ ơ nói là anh tự nguyện nói đấy chứ đinh mặc lại cười khổ phải thế nào thì cậu mới tin tôi đây Ngô Bình, tóm lại là tôi không thể nói cho anh biết được. Đinh mặc thở dài một hơi, đệ tử của Đông Phật Tiên sinh khó chơi thật đấy. Hắn chậm chậm đứng dậy, một luồng sát khí tỏa ra, không có gió mà quần áo vẫn bay, nếu cậu không chịu nói thì tôi đành phải dùng tới vũ lực vậy. Ngô Bình bình tĩnh như thường, tôi không đánh nhau với anh đâu, mà sẽ giết anh đấy. Đinh mặc cười lạnh, dù cậu đã ngưng tụ được quyền ý, nhưng tôi là người có thần niệm, muốn đối phó cậu còn không cần động tay cơ. Vậy thử xem, Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm, anh không hề sợ thần niệm, anh là người có quyền ý, nó tương đương với tiềm thức, dù đối thủ có làm gì để ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh thì chiêu thức của anh vẫn sẽ mạnh mẽ như cũ. Hai người nhìn nhau mấy phút, sát khí trên người đinh mặc vẫn tỏa ra, hắn thở dài nói, cậu không muốn nói thì thôi, nói rồi, hắn quay người bỏ đi. Khi hắn chuẩn bị bước qua cửa thì Ngô Bình nói, đóng hộ cái cửa. Đinh mặc hừ một tiếng rồi đóng cửa lại, sau đó biến mất dạng đinh mặc đi rồi ngô bình bình tĩnh như không tiếp tục tập bài luyện thể anh đã luyện thành thục động tác thứ ba chuẩn bị luyện sang động tác thứ tư động tác này rất khó anh vừa luyện một lát mà đã thấy hoa mắt chóng mặt suýt nữa sùi cả bọt mép động tác này có thể nối liền sức mạnh của đất trời vì thế ý chí và cơ thể của anh không thể chịu nổi ngô bình không chịu khuất phục vừa khỏe lại một chút là tập tiếp ngay cho đến khi trời sáng anh đã mệt đến mức không cử động nổi Toàn thân đều vô cùng đau nhức. Hình như động tác này vượt quá tu vi của mình rồi, Ngô Bình thở dài với vẻ không cam tâm. Đột nhiên anh nghiến răng rồi lấy một viên tử vi luyện hình đan ra uống, một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức thấm vào máu anh rồi di chuyển tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ngô Bình lập tức mạnh như rồng như hổ, anh đứng dậy luyện tiếp. Động tác ấy vẫn rất khó, nhưng anh đã có thể giữ được vài giây, hơn nữa cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng giảm bớt. 10 giây, 1 phút 3 phút, khi anh có thể giữ động tác được 10 phút thì đã vượt qua được ngưỡng khó khăn, ngay sau đó đã có thể giữ lâu hơn 20 phút, 30 phút rồi tới một tiếng. Động tác này rất kỳ diệu, như thể giữa đất trời có một sức mạnh vô hình nào đó đang dội vào cơ thể anh. Nhưng Ngô Bình biết đó không phải là linh khí của tự nhiên, mà còn là loại sức mạnh cao cấp hơn, nhưng rốt cuộc là gì thì anh không rõ. Anh mải miết tu luyện, không biết trời đã tối lúc nào. Tiết Thái Hổ sai người mang đồ ăn đến, bụng Ngô Bình đã đói meo, cũng đang định đi ăn chút gì đó. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, Đinh Mặc lại tới. Hắn nhìn rượu thịt trên bàn rồi nói, tôi đã nhịn đói cả một ngày rồi, ăn chung được không? Ngô Bình liếc nhìn hắn rồi bê mấy món ăn ngồi sang một chỗ ăn. Còn lại bốn món, Đinh Mặc không khách sáo mà ngồi xuống ăn ngay. Cả đồ ăn và rượu đều rất ngon. Không gian yên ắng ai ăn phần người ấy, đột nhiên, hắn nhíu mày lại như đang đau đớn lắm. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, người có thể đánh anh bị thương chắc phải ở cảnh giới võ vương rồi nhỉ. Đinh mặc cười nói, tối qua, tôi đã đến xào huyệt của Minh Vương, lúc chuẩn bị chuồn thì bị ông ta đánh cho một trường. Ngô Bình, có thể thoát khỏi tay Minh Vương chứng tỏ anh cũng giỏi đấy. Ngô Bình, giỏi gì đâu, tôi phải dùng khói mê mới chuồn được đấy. Thực lực của Minh Vương khiếp hồn lắm, tôi không đọ lại được. Ngô Bình hỏi, anh trộm được thứ gì rồi? Đinh Mặc lấy một viên chân châu to bằng bàn tay đang phát ra tia sáng màu xanh nhạt ra. Ngô Bình chố mắt nhìn, dao đan. Đinh Mặc dựng ngón tay cái, cậu tinh mắt đấy, đúng là dao đan. Ngô Bình bỏ đũa xuống nói, anh cho tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết trong đá bản cổ có thứ gì. Đinh Mặc thờ ơ nói, giờ tôi không quan tâm nữa rồi. Ngô Bình lại cầm đũa lên ăn tiếp, ăn xong, anh lau miệng rồi tiếp tục tu luyện. Đinh Mặc quan sát động tác của Ngô Bình rồi ngạc nhiên nói, "Đây là vô thức à?" Ngô Bình hơi giật mình, trong phiến ngọc có nói về vô thức, đó là những động tác mà các thầy pháp thường làm để kết nối mình với tự nhiên, sau đó kết hợp với thần chú sẽ tạo ra hiệu quả kinh ngạc. "Đại khái thế," anh đáp. Đinh Mặc sáng mắt lên, sau đó học theo Ngô Bình. Nhưng hắn mới tập được một nửa động tác thì đã hét lên đau rồi ngã xuống đất co giật rồi. Ngô Bình cười lạnh, "Định học lén à?" tìm nhầm mục tiêu rồi. Một lát sau, Đinh Mặc mới hoàn hồn, hắn ngồi dậy rồi đờ đẫn nhìn Ngô Bình, "Sao cậu không tranh thủ cơ hội để xử lý tôi?" Ngô Bình tò mò hỏi, "Sao tôi phải làm thế?" Đinh Mặc, "Thế thì cậu sẽ lấy được hết mọi thứ của tôi, chẳng lẽ cậu không động lòng?" Ngô Bình tỏ vẻ khinh thường, "Anh thì có thứ gì hay?" Đinh Mặc như bị sỉ nhục nên tức giận nói, "Này, đạo nhân rời núi bọn tôi toàn đại gia cả đấy, hôm nào có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan." cho cậu biết thế nào là dầu nứt đố đổ vách. Ngô Bình lắc đầu, không thèm để ý đến hắn. Đinh mặc tức điên lên, sau đó trần ném viên chân châu cho Ngô Bình. Cho cậu đấy, giờ thì nói đi, hắn nghiến răng hỏi. Đinh mặc quan sát viên giao đan, khi nào anh biết luyện đan rồi thì sẽ luyện nó thành một viên đan dược cao cấp là giao lực đan để tăng sức mạnh cho nó. chương 269, Văn Minh Thời Băng Tiền Ngô Bình cất viên giao đan đi rồi nói, bên trong có một cái hộp đồng, trong đó lại có 7 viên tiên thạch và hai bình đan dược, đó là tử vi luyện hình đan và thái ất thần đan. Đinh mặc gật đầu, xem ra suy đoán của tôi đúng rồi, đã có thế lực tu hành nào đó lấy được đồ trong động tiên này rồi. Sau đó, hắn chắp tay với Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình, ngày mai, tôi chuẩn bị đi nước miến, nếu anh thích thì có thể đi cùng. Đinh mặc sáng mắt lên, cậu cũng đi thực nghiệm à? ngô bình biết đâu tôi lại phát hiện ra thứ gì đó mà anh sao lãng đinh mặc gật đầu được thế thì cùng đi ngô bình chuyến này đi tôi còn phải mua ít nguyên thạch nên muốn tiện thể tới nơi anh nói xem sao đinh mặc cười nói đó vốn là vùng đất sản sinh ra phỉ thúy mà nhưng nhiều năm qua bị người ta khai thái quá mức nên giờ tan hoang lắm nhưng cách chỗ tôi nói không xa đâu ngô bình gật đầu được vậy cùng đi nhé suốt lời ngô bình chợt nghĩ đến một chuyện rồi hỏi tiếp chắc làm nghề như bọn anh thì thu hoạch được nhiều thứ lắm đúng không đinh mặc tỏ vẻ đắc ý đương nhiên người đời gọi chúng tôi là người di chuyển không có chúng tôi thì sao con người biết những món đồ cổ đại được ngô bình cười nói thế à chắc anh hiểu rõ về thời tiền sử lắm đúng không đinh mặc nghiêm túc nói cậu nói vậy chứng tỏ cũng là dân trong nghề rồi đúng công pháp tu hành hiện giờ hầu hết đều từ thời tiền sử đấy Ngô Bình vội hỏi, thời tiền sử cách bây giờ lâu không? Đinh Mặc lắc đầu, theo tôi nghiên cứu được thì thời tiền sử gần đây nhất là khoảng 12.000 năm trước băng tiền. Đương nhiên trước đó còn có giai đoạn tiền sử lâu đời hơn nhiều. Ngô Bình, khi ấy có phát triển hơn bây giờ không? Đinh Mặc ngẫm nghĩ rồi đáp, người ta gọi thời ấy là băng tiền, theo thông tin mà tôi thu thập được thì đó là giai đoạn tu chân. Con người của thời ấy không phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng võ công thì siêu đỉnh ngập ngừng một lát, Đinh Mặc nói tiếp, so với thời kỳ băng tiền thì thời nay thua xa, người thời ấy có thể tiêu diệt hết tất cả chúng ta trong một ngày. Ngô Bình kinh hãi, khiếp thế cơ à. Đinh Mặc gật đầu, đương nhiên, vì đó là thời của thần tiên mà. Ngô Bình giật mình, thần tiên. Đinh Mặc, ừm, có thần tiên đấy. Theo sử sách ghi lại thì lời nói của thần tiên chính là ý chỉ của thần, họ đã chỉ dẫn con người phát triển hơn ngô bình nếu có thần tiền thì tại sao thời băng tiền lại sụp đổ đinh mặc nói đó là vấn đề mà tôi đang nghiên cứu tôi đã ra một vài giả thuyết nhưng đều thấy không đáng tin ngô bình nói vậy thì trước băng tiền vẫn còn thời đại nào khác ư đinh mặc gật đầu đúng vậy như thời hiện đại của chúng ta bây giờ cũng được truyền thừa nhiều thứ từ băng tiền tương tự với đó thì băng tiền cũng nhận được truyền thừa từ thời đại trước đó chúng tôi thống nhất gọi thời kỳ ấy là viễn cổ dù đã có người nghiên cứu nhưng kết luận vẫn khá chung chung ngô bình chứng tỏ thời viễn cổ còn hưng thịnh hơn cả băng tiền đinh mạc có lẽ vậy đó là điều tôi đang nghiên cứu sở dĩ tôi đi tìm động tiên cũng là vì muốn tìm đáp án ngô bình tính ra anh là một nhà khảo cổ học đấy chứ đinh mạc cười phá lên cậu nói thế cũng đúng tôi có một thân phận là phó khoa khảo cổ học của trường đại học thiên kinh mà ngô bình dựng ngón tay cái đỉnh hai người trò chuyện thêm một lát, Ngô Bình nói, tối nay anh ở lại đây, đi vài đường cơ bản với tôi đi. Ngô Bình đã ngừng tụ thành quyền ý, nhưng còn một bước nữa mới tới tiểu thành. Giờ đang là lúc anh cần luyện tay, tìm một cao thủ cảnh giới tiên thuyên để luyện chiêu là quá phù hợp rồi. Đinh mặc sáng mắt lên, hôm qua chưa chính thức tỉ thí với cậu, tôi đang thấy tiếc. Hôm nay tôi sẽ thỉnh giáo vài chiêu, xem tài của tông sư quyền ý thế nào. Ninh Mặc cũng là người tu hành nên thấy chỉ có cao thủ cảnh giới thần ngưng tụ ra quyền ý mới xưng là tông sư, nếu sẽ chỉ là cao thủ cảnh giới thần mà thôi. Cảnh giới tiên thiên cũng vậy, chỉ khi ngưng luyện ra quyền ý thì mới hình thành lối tư duy riêng cho mình, như vậy mới được gọi là đại tông sư, còn không thì mãi mãi chỉ là cao thủ hoặc đại cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ví dụ như Ngô Bình, anh đã ở cảnh giới thần, hơn nữa còn ngưng luyện ra quyền ý nên đã là một tông sư cảnh giới thần. Tông sư là phải khai tông lập phái, như đặt một nét bút thật đậm trong lịch sử của Võ Lâm. Hai người đi ra sân sau rồi tỉ thí, không khí như ngưng động, đinh mặc hệt như một pho tượng bất động, thậm chí còn không hít thở. Hắn đã có thần ý, chỉ đâu là đánh đấy, ngoài ra còn có thể chất cường tráng, cùng thể lực mạnh mẽ. Quỳnh, mặt đất sung chuyển, hai người lao vào nhau. Một tiếng động mạnh vang lên như sấm, cả hai nhanh chóng tách nhau ra. Ngô Bình xoa vai trái của mình vì chỗ đó đã trúng một trưởng của Đinh Mặc, đúng là cao thủ cảnh giới tiên thiên có khác. Đinh Mặc đắc ý nói, thấy sao? Kim Ngọc trưởng của tôi mạnh không? Ngô Bình hừ một tiếng, sau đó chủ động tấn công. Một lần, hai lần, ba lần. Ban đầu, Ngô Bình hơi yếu thế nên bị đánh cho mấy phát, nhưng không lâu sau, anh đã có thể đánh ngang cơ với Đinh Mặc. Sau 20 chiêu, Đinh Mặc cũng bắt đầu trúng đòn của Ngô Bình, anh bắt đầu chiếm thế thượng phong. Đánh đến chiêu thứ 30, Đinh Mặc đã hét lên vì bị Ngô Bình đánh trúng lưng, nếu anh không nương tay thì lưng của hắn đã vỡ nát rồi. Đinh Mặc thở dài nói, không đánh nữa, chẳng thú vị gì cả. Một cao thủ cảnh giới Tiên Thiên mà lại yếu thế hơn tông sư cảnh giới Thần, đúng là mất mặt. Ngô Bình cười nói, vất vả rồi. Sau khi giao đấu, họ có thể nhìn ra phẩm chất của nhau. Sau 30 chiêu tỉ thí, Ngô Bình tạm kết luận là Đinh Mặc là một người có thể chơi cùng được. Đinh Mặc Uể oải nói, tôi thừa nhận không đánh lại cậu được, nhưng cậu đừng đắc ý vội. Nếu lúc đầu tôi dùng hết sức thì cậu bại lâu rồi. Ngô Bình, ngại quá, tôi cũng có sát chiêu chưa tung ra, không thì anh nằm một chỗ rồi. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Ngô Bình có thu hoạch lớn, sau cuộc tỉ thí này, quyền ý của anh đã được củng cố hoàn toàn, tiếp tục bước gần tới tiểu thành hơn. Lúc này, trời đã hửng sáng, Ngô Bình bảo người mang hoa quả và trà vào để mời Đinh Mặc hình như tiết thái hổ cũng đã nghe thấy động tính nên đã mò tới, đi vào nhìn thấy đinh mặc là gã hỏi ngay, cậu chủ ngô, ai đây ạ? À? Ngô Bình nói, là anh đinh, bạn của tôi, cao thu cảnh giới tiên thiên. Tiết thái hổ thoáng ngạc nhiên rồi vội hành lễ, tham kiếm đại tông sư. Đinh mặc lạnh lùng nói, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Tiết thái hổ giật thoát tim rồi nói, tôi không có. chương 270, thành phố Ong. Đinh Mặc nói, chỉ có ai sáng tạo ra tư duy võ thuật mới được gọi là đại công sư cảnh giới tiên thiên, còn tôi đã làm được đâu mà anh gọi tôi như thế. Anh đang chế nhạo tôi chưa sáng tạo ra tư duy võ thuật đúng không? Tiết Thái hổ như sắp khóc đến nơi, sao vị cao thủ cảnh giới tiên thiên này khái tính thế? Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, anh Đinh, người ta muốn lấy lòng anh thôi mà. Đinh Mặc hừ lạnh một tiếng, tôi không cần ai lấy lòng mình cả. Tiết Thái Hổ lau mồ hôi lạnh rồi vội nói, vâng vâng, là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Ngô Bình nói, Thái Hổ, ông sửa soạn chút đi rồi lát đi nước miến luôn. À, anh Ninh cũng là người trong ngành nên sẽ đi cùng mình luôn. Nghe thấy chuyến này có cao thủ cảnh giới tiên thiên đi cùng, Tiết Thái Hổ mừng quýnh, thế thì tốt quá rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Nửa tiếng sau, Tiết Thái Hổ đã quay lại rồi mời Ngô Bình và Đinh mặc lên xe, sau đó 24 chiếc xe với đủ mọi kiểu dáng đã đi thành một hàng dài tới biên giới. Ngô Bình, Tiết Thái Hổ và Đinh Mặc cùng ngồi trên một chiếc xe đi ở giữa. Tiết Thái Hổ nói: "Cậu chủ Ngô, đến nước Miến rồi chúng ta phải gặp một người là tướng quân Ong, quân của ông ta được trang bị tối tân lắm, có cả xe tăng, máy bay, tàu hỏa, đó là một thế lực quân phản loạn khá mạnh." Ngô Bình: "Chắc vị tướng quân này có nhiều nguyên thạch lắm nhỉ?" Tiết Thái Hổ gật đầu: "Nhiều lắm." tôi đã tới kho hàng của ông ta rồi, bên trong chất cả đống nguyên thạch luôn, hoành tráng hơn sơn trang phỉ thúy của tôi nhiều. Nói đến đây, gã thoáng do dự một chút, tướng quân ông là một người rất trọng chữ tín, nhưng ông ta có hai người vệ sĩ ghê gớm lắm. Mấy lần trước, hình như họ có ý chống đối tôi thì phải. Ngô Bình, sao, tu vi của họ thế nào? Tiết Thái Hổ, một thời gian hình như là cao thủ cảnh giới thần, người kia thì chưa ra tay nên tôi không đoán được, nhưng chắc cũng là cảnh giới thần nốt tại sao họ lại có ý chống đối ông tiết thái hổ cười trừ, tôi biết đâu chắc họ thấy tôi ngứa mắt với những người có tu vi cao như vậy thì họ đau coi tôi ra gì chứ ngô bình thờ ơ nói nếu lần này họ lại gây sự với ông tiếp thì tôi sẽ ra tay trừng trị họ tiết thái hổ sáng mắt lên rồi cười nói cảm ơn cậu chủ ngô đã chút giận dùng tôi đường đi còn rất xa đã thế lại ngoằn ngoèo nên xe không thể đi quá nhanh được đến trưa họ mới đi xuyên qua biên giới rồi tiến vào nước miến. Đi qua biên giới rồi, họ lại đi thêm hơn 3 tiếng nữa mới tới địa bàn của tướng quân ông. Tướng quân ông là một đại quân Việt năm nay đã 59 tuổi. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã tiến vào thành phố mà tướng quân ong cai quản. Thành phố này cho người ta một cảm giác như một thị trấn nhỏ trong nước, nhưng phong cách khác hẳn. Vì ở đây có sòng bạc và nhiều trung tâm giải trí. Nhiều năm gần đây, tướng quân ong không còn quá tập trung vào mảng phỉ thúy nữa, vì mỏ đã sắp bị khai thác cạn kiệt, 10 năm trước, ông ta đã chuyển hướng sang sòng bạc và du lịch rồi. Đoàn xe dừng trước cửa một khách sạn tên là Thế Giới Mới, quy mô của khách sạn này rất lớn, có 10 tầng thôi mà chiếm diện tích cả mấy chục mẫu. Ngô Bình xuống xe rồi đi vào khách sạn, sau đó không nhịn được hỏi, ở nơi bé tẹo này mà cũng có khách sạn sang vậy hả? Tiết Thái Hổ cười nói, đây là khách sạn 5 sao, phục vụ siêu tốt, đương nhiên giá cũng chát, giá một đêm thấp nhất 20.000. Tiết Thái Hổ đã đặt phòng trước nên mọi người sẽ vào phòng nghỉ ngơi luôn. Gã gọi đồ ăn rồi vừa ăn vừa nói, cậu chủ ngô, anh Đinh, hai người đừng coi thường khách sạn này. Thế giới mới chỉ có 10 tầng kinh doanh khách sạn thôi, từng tầng 11 đến 20 là sòng bạc, còn lại là trung tâm giải trí. Hình như Đinh mặc đã biết nên nói luôn, sòng bạc ở đây làm ăn lớn lắm, nghe đâu mỗi năm lượng tiền đổ vào đây đều trên 300 tỷ, nhưng thu lại chỉ khoảng 2% là 6 tỷ thôi. Nếu tính thêm cả cho vay nặng lãi nữa thì mức lợi nhuận hàng năm là một con số trên trời, lời hơn buôn phỉ thúy nhiều. Tiết Thái Hổ gật đầu, anh Đinh nói đúng, sòng bạc kiếm tiền ngon hơn. Và lại, người thắng tiền cũng thích tiêu tiền ở đây tiếp, cứ phải gọi là vung tiền như giấy. Khách sạn này năm nào chẳng thu hơn 5 tỷ, lợi nhuận cao kinh người. Thật ra không chỉ có khách sạn này đâu, mà tất cả khu vui chơi giải trí, cửa hàng và taxi ở thành phố ông này đều là của tướng quân ông hết. Có người từng tính tài sản cá nhân của ông ta thì thấy ít nhất cũng cỡ cả trăm tỷ. Ngô Bình, chúng ta đến cực ngọc cơ mà, ông lại muốn chơi cờ bạc nữa hả? Tiết Thái Hổ cười khà khà, cậu chủ ngô, không giấu gì cậu, ở đây có một cao thủ bài bạc, lần trước tôi đã thua hắn 500 triệu. Chuyến này đến, tôi muốn chơi với hắn tiếp xem có đòi tiền về được không? Ngô Bình lắc đầu, ông bỏ ý định ấy đi, lần trước đã thua rồi thì lần này sẽ thua tiếp tiết thái hổ bình thản nói tôi cũng có chuẩn bị rồi tôi đã mời một cao thủ đi cùng nói rồi gã nhìn về phía một ông già ngồi cách đó không xa ông ấy rất gầy râu ngắn tóc hoa dâm ông ấy mỉm cười rồi vẫy tay với nhóm ngô bình tiết thái hổ cậu chủ ngô anh ninh đây là cao thủ cực siêu trong giới thiên thuật tên là thiên vương trần tung trần tung cười nói không dám cái danh thiên vương là do mọi người đặt cho tôi thôi. Ngô Bình nhìn Trần Tung thì phát huyện đỉnh đầu ông ấy có hắc khí vần quanh. Đây là dấu hiệu ông ấy sắp chết, anh không khỏi chán nản nói, tôi khuyên ông đừng tham gia vụ này, không sẽ thua thảm hơn đấy. Nếu là người khác nói câu này thì Tiết Thái Hổ sẽ trở mặt ngay rồi, gã nói với Ngô Bình, cậu chủ Ngô, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng. Đinh Mặc nói, kệ đi, có khuyên cũng vô dụng, chờ xem trò hay thôi. Dù Ngô Bình có khuyên thế nào thì Tiết Thái Hổ vẫn quyết chơi, nửa tiếng sau, gã đã lên tầng 20, đây là nơi đặt tiền cực cao nhất nên toàn khách sộp. Ngô Bình và Đinh Mặc cũng đi theo, vừa vào thì họ đã thấy rất nhiều trò cá cược, hầu như là đủ hết. Tiết Thái Hổ không vội đi tìm cao thủ đó để trả thù ngay, mà đi tới một bàn chơi bài trước. Ngô Bình mặc kệ gã rồi đi loanh quanh, cuối cùng đến một bàn chơi bài Nga, anh đổi tiền rồi đặt hết vào một ô. Nếu thắng ở ô này thì sẽ lãi gấp 3 lần tiền cược. Đương nhiên quả cầu đã rơi xuống ô mà Ngô Bình đặt. Nhờ việc quan sát cách vận chuyển của bánh răng mà Ngô Bình có thể đoán được quả cầu sẽ rơi vào ô nào. 3 phút sau, quả cầu vẫn rơi vào ô mà Ngô Bình đặt, mọi người đều ồ lên, còn anh thì đã có thêm 30 triệu. Vì thế anh lại thấy 5 triệu ra để đặt tiếp. Chương 271, cược lớn. Loáng cái Ngô Bình đã thắng mấy chục triệu mọi người lập tức xuống lại rồi quan sát vòng quay. Đặt hẳn 5 triệu, nếu thắng là được hơn trăm triệu đấy. Nào có dễ thế, xác suất chỉ có một phần 50 thôi chứ mấy. Đinh mặc cũng bị cuốn tới xem, hắn hiếu kỳ quan sát vòng xoay, chờ khi nó dừng lại thì quả cầu nhỏ đã lăn đúng vào ô mà ngô bình chọn. Thấy thế, mọi người xung quanh đều hoan hô, nhân viên phục trách vòng xoay thì tái mặt, vội vàng gọi quản lý là một người đàn ông da đen mặc âu phục màu trắng người đàn ông ra đèn nhìn bàn đặt cược rồi cúi người nói với ngô bình chúc mừng anh phiền anh dừng lại nói chuyện vài câu được không ạ ngô bình cao mày gì thế thấy tôi thắng liên tục nên các người định không cho tôi chơi nữa à quản lý vội chối anh cứ đùa chỗ chúng tôi làm ăn kinh doanh người đến đều là khách làm gì có chuyện không cho khách chơi chỉ là giám đốc của chúng tôi muốn gặp anh một chút để kết giao bạn bè ạ ngô bình tỉnh bơ nói vận may của tôi đang đến nên không có thời gian kết giao bạn bè gì đâu, tôi phải chơi tiếp đây. Sứt lời, anh đập bụp 30 triệu thẻ đánh bạc lên bàn. Chơi thế này chán ngắt, đặt tất luôn đi, chợt có một giọng nói vang lên, sau đó một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc đồ bản địa đi tới. Người đàn ông da đen vội cúi xuống chào, xếp. Đó chính là giám đốc của sòng bạc, anh ta đi tới cạnh Ngô Bình rồi cười nói, cậu bạn, cậu chơi lớn đi, nếu thắng là được cả tỷ đấy thật không, Ngô Bình sáng mắt lên nói, anh nói cũng có lý. Dứt lời, anh dốc hết thẻ đánh bạc lên bàn, tính cả số tiền mà nhà cái chưa trả thì tổng là 210 triệu. Quản lý sòng bạc nhớn mày hỏi, anh chắc chưa? Ngô Bình, rồi, bắt đầu đi. Vòng quay xoay tròn, lần này Ngô Bình đặt luôn mà chưa tính toán gì nên đúng là chỉ trông chờ vào vận may. Người giám đốc giơ tay lên gãi đầu, đây là một ám hiệu của họ, người ở phòng giám sát nhìn thấy xong thì bắt đầu ấn vào một cái nút bí mật ở dưới bàn để điều khiển kết quả cuối cùng của vòng xoay. Tất cả người xem đều nín thở chờ kết quả, quả cầu quay chậm dần rồi chuẩn bị rơi vào một ô. Đúng lúc này, Ngô Bình thi triển nhãn lực, quả bóng nhờ sức mạnh đó mà rơi đúng vào ô mà anh đặt. Xung quanh im ắng mấy giây rồi ồ lên tiếng vỗ tay, ai ai cũng chúc mừng Ngô Bình. Giám đốc sòng bạc đen mặt rõ ràng mình đã dặn cấp dưới dở trò rồi mà sao Ngô Bình vẫn thắng được. 210 triệu mà gấp 30 lần lên thì là hơn 6 tỷ, sòng bạc có thể trả được khoản tiền lớn này, nhưng chắc chắn tướng quân ông sẽ giết anh ta mất. Giám đốc sòng bạc chỉ muốn bắt chết Ngô Bình cả trăm lần nhưng không dám, vì một khi danh tiếng của sòng bạc bị ảnh hưởng thì sẽ không có ai đến chơi nữa. Đinh mặc cười ha hả rồi vỗ vai Ngô Bình, đỉnh. Cậu chơi tiếp đi. Giám đốc sòng bạc vội nói, xin lỗi, hình như vòng quay có vấn đề rồi, tôi phải gọi người sửa đã, dứt lời, anh ta vội vàng bỏ đi luôn. Tiết Thái Hổ cũng đã chạy tới, mặt gã hớn hở rồi thì thầm với Ngô Bình, cậu chủ ngô giỏi quá, tay giám đốc kia là em vợ của tướng quân ông đấy, ngày trước hắn từng sỉ nhục tôi, vậy là coi như cậu đã trả thù cho tôi rồi. Ngô Bình không nhịn được nói, nhiều người rắc tội với ông quá nhỉ. Tiết Thái Hổ cười khi khi, toàn nhân vật tép siêu thôi không đáng nhắc đến, sòng bạc thua hơn 6 tỷ, Kiểu gì tướng quân ông cũng thức điên người, khéo còn chạy đến bây giờ đấy. Ngô Bình, ông nghĩ tôi có nên lấy số tiền này không? Tiết Thái Hổ nói, dựa vào thực lực của chúng ta thì có thể lấy, nhưng tôi khuyên là không nên làm vậy. Để lát gặp ông, tôi thử thương lượng với ông ta xem có thể bán cho mình kho nguyên thạch số 1 không. Quả nhiên vài phút sau, Giám đốc Sòng Bạc đã quay lại, anh ta rất lịch sự nói với Ngô Bình, cậu Ngô, tướng quân của chúng tôi muốn gặp cậu để chúc mừng. Ngô Bình nói, tướng quân cầu kỳ quá. Giám đốc sòng bạc, tướng quân đang ở trên tầng, mời anh. Vì thế, Ngô Bình, Tiết Thái Hổ và Đinh Mặc đã đi theo người đó lên tầng 50. Họ đi vào một căn nhà rất lớn và sang trọng, bên trong có cả bể bơi, đang có rất nhiều cô gái đẹp ngồi ở đó, da đen, da trắng, da vàng đủ cả, ai cũng rất quyến rũ. Một người đàn ông ngồi trên sofa, ông ta chỉ mặc một cái quần đùi, còn thân trên để trần, nhìn dáng người của ông ta còn khỏe khoắn hơn ối thanh niên hơn nữa rõ ràng là tướng quân ong có tu vi dù chưa luyện ra được chân khí nhưng cũng ở cảnh giới lực rồi thấy nhóm tiết thái hổ đi vào tướng quân ong cười nói tôi còn đang thắc mắc không biết là ai thắng nhiều tiền thế ra là người của anh tiết tiết thái hổ cười lớn nói chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi trước đây tôi cũng từng thua nhiều ở sòng này mà vật đổi sao rời thi thoảng gặp may cũng là chuyện bình thường Tướng quân ông vung tay lên, một người đẹp ngồi bên cạnh đã châm xì gà cho ông ta, ông ta hít một hơi rồi nói, anh Tiết, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, có gì thì anh cứ nói thẳng, sao phải tìm người tới phá sòng của tôi thế? Tiết Thái Hổ nói, tướng quân quá lời rồi, sao tôi dám làm thế chứ? Chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi, nhưng... Gã ngập ngừng rồi nói, cậu chủ ngô đây có địa vị cao hơn tôi, cậu ấy đến là muốn mua nguyên thạch của ông. Tướng quân ông cười nói, mua nguyên thạch, Tôi có, muốn mua bao nhiêu cũng được. Tiết Thái Hổ, cậu chủ ngô muốn mua nguyên thạch cao cấp, nhưng tướng quân xưa nay không bán loại ấy, thật lòng mà tôi thì tôi luôn tiếc nuối. Tướng quân ong ít mắt nói, muốn mua phỉ thúy cao cấp ư. Kho số một của tướng quân ong toàn nguyên thạch tốt nhất, ông ta định giữ lại cho con cháu đời sau, vì thế chưa bao giờ bán cho ai. Tiết Thái Hổ cười nói, hơn 6 tỷ này chúng tôi không lấy nữa, coi như bày tỏ thành ý, tướng quân thấy sao. Tướng quân ông thoáng do dự, một người đàn ông cao hơn mét chín, da đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn bước ra rồi lạnh giọng nói: "Ông không có tư cách ra điều kiện với tướng quân." Người này vừa bước ra là Tiết Thái Hổ đã tái mặt rồi nói với Ngô Bình: "Cậu chủ Ngô, đây là vệ sĩ của tướng quân ông, tên là Sen." Ngô Bình liếc nhìn người đó thì thấy gã là cao thủ cảnh giới thần, anh nói: "Tướng quân chưa nói gì, ai cho anh vô lễ vậy hả?" Lui xuống, Sen nổi sung rồi bật người lên cao sau đó dùng đầu gối húc mạnh vào ngực Ngô Bình, đây là võ môi thái, có uy lực rất mạnh. Ngô Bình đứng yên tại chỗ rồi tung một quyền ra, anh dùng một chiêu thức của ngũ long thánh quyền, uy lực không hề kém cạnh. chương 272, mất vợ, mất cả mạng. Đoàn, một tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh như bị xé rách, xên bị đánh bay ra xa mười mấy mét rồi rơi ùm xuống hồ. Một đám người vây xung quanh vội vã kéo gã lên, sen bị thương rất nặng, lồng ngực lõm hẳn xuống, xương gãy cắm vào phổi, nếu không phẫu thuật ngay thì sẽ mất mạng. Tướng quân ong không khỏi nhổm người ngồi thẳng dậy, ông ta ra hiệu cho người đưa sen xuống dưới. Sau đó ông ta nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt thăm dò, nói, hóa ra cậu Ngô đây cũng là một cao thủ võ lâm. Tôi có biết chút khung phu, Ngô Bình trả lời ngắn gọn. Tướng quân ong suy nghĩ một lát rồi nói, số nguyên thạch trong nhà kho số một, tôi cũng muốn bán đi. Thế này đi, sáng sớm mai hai vị hãy tới tìm tôi tiết thái hổ mừng rỡ đáp đa tả tướng quân chúng tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ tướng quân ong cười đáp anh là đối tác làm ăn lớn nhất của tôi nên đương nhiên tôi phải nể mặt anh rồi ngô bình nãy giờ chăm chú quan sát tướng quân ong anh phát hiện trên đỉnh đầu ông ta có một ít khí đen điều đó có nghĩa ông ta sắp chết rồi sau khi nhìn kỹ anh phát hiện ông ta trúng phải một loại chất độc lạ chất độc này rất kỳ lạ trước khi lượng chất độc trong máu đạt đến một liều lượng nhất định thì sẽ không phát tác, không có triệu chứng gì. Thế nhưng chất độc này một khi phát tác thì sẽ lập tức mất mạng. Ngô Bình im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, đáng tiếc, đây là lần cuối cùng chúng tôi được hợp tác với tướng quân rồi. Tướng quân ông ngạc nhiên, hỏi, sao cậu lại nói vậy? Ngô Bình nhìn ông ta đáp, bởi vì ông sắp chết rồi. Tướng quân ông sững sờ, sau đó mặt xa sầm lại hỏi, cậu Ngô, cậu đang rủa tôi hay sao? Ngô Bình, có phải lòng bàn chân và lòng bàn tay ông rất nóng không? Tướng quân ông nghĩ ngợi một lát rồi đáp, quả đúng vậy. Ngô Bình lại hỏi tiếp, có phải ông có thể nghe thấy tiếng gió? Mà mỗi lần nghe thấy âm thanh đó là lại dùng mình ớn lạnh, cảm giác rất khó chịu không? Tướng quân ông mặt đã biến sắc, đáp bằng giọng nghiêm trọng, đúng, hơn nữa tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Ngô Bình, có phải lúc đi ngủ thì lại có cảm giác lâng lâng như trên mây, rất thoải mái không? tướng quân ong lại gật đầu đúng vậy sao cậu biết hay vậy ngô bình đáp bởi vì tôi cũng là bác sĩ ông đã trúng phải một loại độc lạ chậm phát tác hơn nữa hiện giờ độc tính đã sắp phát tác rồi nội trong ba ngày nữa ông sẽ mất mạng tướng quân ong kinh ngạc thật vậy sao ngô bình nếu ông không tin thì cứ chờ xem có chết thật không nhé tướng quân ong vẻ mặt biến đổi liên tục hết biểu cảm này sang biểu cảm khác ông ta bước về phía trước mấy bước hành lễ với Ngô Bình rồi nói, cậu Ngô, nếu cậu đã nhận ra được tôi đang bị trúng độc thì liệu cậu có cách nào cứu được tôi không? Ngô Bình bình thản đáp, đương nhiên là cứu được, nhưng kẻ đã hạ độc kia liệu có chịu tha cho ông không? Tướng quân ông siết chặt nắm đấm đáp, tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ hại tôi. Ngô Bình nói tiếp, tôi nghĩ việc này tôi có thể giúp ông đấy. Tướng quan ông sáng mắt lên hỏi, ồ, cậu có cao kiến gì sao? Ngô Bình hỏi, sau khi tướng quân chết thì người được lợi lớn nhất sẽ là ai? Tướng quân ông trầm tư suy nghĩ, sau đó vẻ mặt ông ta càng lúc càng khó coi, thậm chí còn bắt đầu nghiến răng căm hận. Tướng quân ông giận dữ nói, lũ khốn nạn này, đúng là đáng chết. Ngô Bình hỏi, tướng quân biết là ai rồi sao? Tướng quân ông hô tay, ra hiệu cho tất cả những người khác rời khỏi đó. Ở đó chỉ còn lại ba người là ông ta và mấy người Ngô Bình. Ngô Bình không khỏi thở dài, có thể thấy giờ bên cạnh tướng quân ông đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi. Quả nhiên, tướng quân ông nói, ba vị phu nhân của tôi và hai vệ sĩ thân cận là những người có quyền lực lớn nhất ngoài tôi ra. Tôi vô cùng tin tưởng bọn họ, cho nên một khi tôi chết thì những gì tôi có đều sẽ thuộc về họ. Tiết Thái Hổ ho một tiếng cắt ngang rồi nói, tướng quân, có việc này tôi không biết có nên nói ra hay không. Tướng quân ong, đến nước này rồi thì còn lời nào mà tôi không nghe nổi nữa chứ, xin cứ nói. Tiết Thái Hổ, tôi nghe nói nhị phu nhân và tam phu nhân của tướng quân vô cùng thân thiết với Sên và Liễu Tương, không biết chuyện này có phải thật không? Vẻ mặt tướng quân ông càng xa sầm lại, ông ta đáp, Sên và Liễu Tương là hai vệ sĩ thân cận của tôi. Vậy mà bọn chúng dám tư tình với phu nhân của tôi sao? Ngô Bình, nếu không thì sao họ lại lập mưu ám hại tướng quân cơ chứ, Tướng quân Ong đấm mạnh xuống sofa, quát lớn, "Người đâu?" Năm người lính vai vác súng đi vào, đó là cận vệ của tướng quân Ong, cũng là những người đáng tin cậy nhất của ông ta lúc này. "Tướng quân Ong, gọi nhị phu nhân và tam phu nhân tới đây, cả Sen và liếu Tương nữa, gọi hết đến đây." "Đúng rồi, đưa thêm một vài người qua đây, tôi có việc cần phân công." "Vâng." Những người lính kia nhận lệnh, lập tức đi thực hiện. Đúng lúc này, Tiết Thái Hổ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong thì mặt ông ta biến sắc cái gì? Trần Tung bị giết rồi sao? Nói chuyện điện thoại thêm vài câu rồi Tiết Thái Hổ cúp máy, mặt sầm lại nói, tướng quân, người của tôi bị liễu tương đánh chết rồi. Tướng quân ông cau mày đáp, lát nữa cậu ta tới, tôi sẽ hỏi rõ ràng. Nếu cậu ta phản bội thì tôi sẽ giết không tha. Chỉ một lát sau, hai người phụ nữ xinh đẹp thướt tha đã đi tới. Một người chừng 20 tuổi, còn một người chừng 27-28 tuổi sau đó, sen ban nãy bị thương cũng được khiêng lên. Người đi sau cùng là một người đàn ông trông có vẻ rất nhanh nhẹn, chừng 36-37 tuổi. Hắn ta không cao lắm, chừng khoảng 1 mét 7 nhưng từ hắn toát ra vẻ hung hãn. Người này vừa xuất hiện là Ngô Bình nhận ra ngay, hắn ta là cao thủ thần thức. Hơn nữa, hắn ta còn luyện cả đoàn thể thuận nên rất mạnh, mạnh hơn các cao thủ cảnh giới thần thông thường rất nhiều. Tiết Thái Hổ đứng bên cạnh nói, người này chính là Liễu Tương. Ngô Bình gật đầu, quả là một cao thủ. Liễu Tương mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tay không tắc sắt nhưng ánh mắt đầy bình tĩnh và kiên định. Hắn ta hỏi, tướng quân, tướng quân gọi chúng tôi tới có việc gì sao? Tướng quân ông nhìn hắn ta chầm chầm, sẵn giọng hỏi, Liễu Tương, tại sao cậu lại muốn phản bội tôi? Liễu Tương bình thản như không, đáp tướng quân, tướng quân nói gì vậy? Tôi phản bội ngài khi nào? Ngài lại đi tin lời dèm pha của người ngoài sao? Tướng quân ông cười lạnh, nếu không phản bội thì sao cậu lại đụng tới người phụ nữ của tôi? Nói rồi, ông ta nhìn về phía nhị phu nhân, chính là người phụ nữ 2728 tuổi ban nãy. Liễu tương bình thản đáp, những chuyện không có chứng cứ thì không nên nói bừa. Tướng quân ông đột nhiên rút súng ra, chĩa về phía nhị phu nhân, nói, nếu cậu và cô ta không có quan hệ gì thì tôi sẽ bắn chết cô ta ngay tại chỗ, không biết cậu có cảm nghĩ thế nào. Tướng quân ông vừa dứt lời, một viên bi thép bắn vào khẩu súng. Khẩu súng rơi xuống đất, rời ra từng mảnh. Người vừa ra tay đương nhiên là Liễu Tương, hắn ta bước lên một bước, đằng đằng sát khí nói, ông, tôi vốn đã định cho ông chết trong yên bình. Nhưng giờ ông lại muốn đụng tới người phụ nữ của tôi, vậy thì không còn cách nào khác, tôi đành phải kết liễu ông. Tướng quân ông nổi trận lôi đình hô lớn, người đâu, mau bắt hắn lại. Thế nhưng đám cận vệ xung quanh không một tên nào nhúc nhích, Bọn họ hoàn toàn không nghe theo lệnh. Liễu Tương phẩy tay một cái, nói tất cả quỳ xuống hết đi. Đám cận vệ hơn 100 tên ở đó đều lập tức quỳ xuống, vô cùng ngoan ngoãn. Tướng quân Ong mặt trắng bệch ra, vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cũng có cả sợ hãi. Tại sao cận vệ của ông ta lại nghe lời Liễu Tương cơ chứ? Liễu Tương nhìn Tướng quân Ong bằng ánh mắt thương hại, nói Ong, ông đã hưởng thụ nhiều năm như vậy, chết cũng được rồi. Niệm tình bằng hữu nhiều năm tôi cho ông ba phút nói lời trăng chối tướng quân ong cười buồn bã liễu tương đừng có quên ban đầu khi cậu bị kẻ thù truy sát chính tôi đã cứu cậu liễu tương thản nhiên đáp thế thì đã sao đứng trước lợi ích thì người thân tôi còn có thể giết chứ đừng nói là người ngoài ong đừng có lãng phí thời gian mau nói lời trăng chối đi ngô bình đột nhiên lên tiếng tướng quân ong đem tặng tôi toàn bộ số nguyên thạch trong nhà kho số 1 của ông thì tôi có thể giúp ông xoay chuyển tình thế. chương 273, đảo ngược tình thế. Tướng quân ông không hề do dự, lập tức đáp được. Số nguyên thạch trong nhà kho số 1 của tôi tặng cho cậu hết. Xin cậu hãy giúp tôi. Ngô Bình nghe vậy liền đứng ra, anh nhìn Liễu Tương, nói anh làm vậy đúng là trái với đạo lý làm người. Ngủ với vợ của chủ nhân mình, lại còn mưu đồ chiếm tài sản, trên đời lại có những việc đê hèn như vậy sao liễu tương cười lạnh ánh mắt hắn như loài rắn độc đang đánh giá ngô bình danh con tôi có thể nhận ra cậu có chút khung phu nhưng cậu căn bản chưa biết tôi lợi hại đến mức nào trong tay tôi thì cậu sống không quá nổi ba giây ngô bình cười đáp vậy sao anh cho rằng luyện được vài chiêu đoàn thể thuật là thành thiên hạ vô địch sao liễu tương kinh ngạc sao cậu biết tôi luyện đoàn thể thuật Ngô Bình, tôi còn biết anh luyện đoàn thể thuật chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Tôi nói không sai chứ. Liễu Tương hít mắt lại đáp, đã biết vậy mà còn dám khiêu chiến với tôi. Cậu chết chắc rồi. Đoàn. Mặt đất rung chuyển, Liễu Tương nhanh chóng di chuyển, lao rất nhanh về phía Ngô Bình. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp tiếp đất thì Ngô Bình đã dịch chuyển ba thước, sau đó giơ chân đạp một cú nhanh như điện xẹt lại còn rất chuẩn, nhắm vào đầu hắn ta nhìn cảnh tượng này cứ như liễu tương đang lao tới để hứng đòn vậy liễu tương như một phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay ôm đầu muốn chắn đòn nhưng đúng lúc hai cùi trỏ của hắn vừa đưa lên che đầu thì đã để hở phần ngực ngô bình lập tức chuyển hướng đòn đá đạp thẳng vào lồng ngực hắn xác xác người có thể chất tráng kiện như liễu tương mà gãy cả xương lồng ngực bay ra xa vài mét nhưng hắn còn chưa kịp tiếp đất thì ngô bình đã phi tới đó trong nháy mắt tung ra ba cú đấm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể hắn. Bịch bịch bịch, liễu tương khoa trương kiêu ngạo ban nãy chưa đánh được đòn nào giờ đã nằm sóng xoài trên mặt đất, đau đớn ôm lấy phần bụng. Nhưng đúng lúc này liễu tương để lộ ra sơ hở chết người là phần đầu. Ngô Bình lập tức nhận ra sơ hở, dám một đòn chí mạng vào đầu hắn. Liễu tương thất khiếu chảy máu, mắt cũng đỏ màu tiêm máu, có thể co rút, sau đó nằm vật ra đất, tắt thở sau khi đánh chết liễu tương ngô bình đưa mắt quét qua đám người đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói chắc các người đều được liễu tương hứa hẹn sẽ cho lợi lộc gì đó phải không nhưng giờ anh ta chết rồi không thể cho các người thứ anh ta hứa hẹn nữa đâu tôi nghĩ giờ các người nên quay đầu tận chung với tướng quân ong như vậy thì mới có thể có cuộc sống tốt đẹp tránh kết cục như liễu tương tướng quân ong rút súng ra chĩa vào nhị phu nhân và tam phu nhân bắn liền hai phát hai người phụ nữ tội nghiệp còn chưa kịp ho he câu nào đã bị bắn nát đầu chết ngay tại chỗ tướng quân ong sẵn giọng quát quỳ hết xuống một đám người vừa mất đi thủ lĩnh chẳng khác nào rắn không đầu đám cận vệ tạo phản lúc này vội vã quỳ sụp xuống tướng quân ong thở phào thu lại súng cúi đầu hành lễ với ngô bình đa tả cậu ngô ra tay tương trợ ngô bình cười đáp tướng quân không cần khách sáo như vậy mong ông sẽ giữ lời Giao cho tôi toàn bộ số nguyên thạch ở nhà kho số 1." Tướng quân Ong cười đáp, "Tôi nói lời sẽ giữ lấy lời." Thực ra số nguyên thạch đó giờ đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa, chẳng thà xử lý triệt để đi cho gọn." Lời tướng Ong nói là sự thật, mấy năm nay, ông ta đã dần chuyển hướng sang kinh doanh casino và cho vay nặng lãi. Ngô Bình gật đầu, "Tướng quân cứ xử lý việc nhà trước, ngày mai chúng tôi sẽ lại tới." Tướng quân Ong vội vã nói, "Cậu Ngô có thể ở lại đây được không?" Ông ta lo sợ một khi Ngô Bình đi khỏi là đám phản binh kia sẽ nổi dậy, như vậy thì đúng là mạng ông ta cũng khó giữ. Ngô Bình gật đầu đồng ý, sau đó ở lại đó cùng Đinh Mặc và Tiết Thái Hổ. Nhưng sau đó Tiết Thái Hổ rời đi một lát để xử lý việc hậu sự của Trần Tung. Tướng quân ông đổi hết những người hầu cận bên cạnh mình. Còn đám vệ binh tạo phản kia, mặc dù không trừng phạt nhưng ông ta cũng không dám dùng họ nữa. Chỉ trong vòng một ngày, Tướng quân Ong đã thay máu cho lực lượng Vũ Trang. Sau khi xong xuôi, ông ta mới có thể yên tâm để đi tới gặp Ngô Bình. "Cậu Ngô, chất độc trong người tôi giờ cậu có thể giải giúp tôi không?" ông ta hỏi. Việc trị độc này vẫn phải nhờ Ngô Bình giúp sức, nếu không thì chờ đợi ông ta phía trước vẫn chỉ có cái chết mà thôi. Ngô Bình bình thản đáp, "Việc giải độc thực ra cũng đơn giản, tôi giúp ông châm cứu trước, sau đó 3 đến 5 ngày là chất độc sẽ đào thải sạch." Tướng quân Ong cũng là người thông minh, ông ta biết nếu không giao hết số nguyên thạch trong nhà kho số một ra thì độc của ông ta sẽ không được giải nên vội vàng nói, vậy vất vả cho cậu ngô rồi. Số tiền hơn 7 tỷ trước đó đương nhiên sẽ là quà cảm ơn cậu. Xin cậu nhận lấy. 7 tỷ rưỡi đó giờ ông ta đâu dám nuốt nữa, chỉ sợ chẳng may làm Ngô Bình Phật ý thì mình sẽ mất mạng ngay. Hơn nữa Ngô Bình giết Liễu Tương một cách dễ dàng như vậy, cao thủ ở tầm đó, ông ta tuyệt đối không dám đắc tội. Ngô Bình cũng không khách sáo, đáp vậy xin cảm ơn tướng quân. Lúc này, trời đã tối, Tiết Thái Hổ và đám thuộc hạ của ông ta thì đang ở dưới lầu còn Ngô Bình và Đinh Mặc thì đang ở trên lầu. Bọn họ đã hẹn sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành đi tới nhà kho số 1. Qua vài ngày ở cùng nhau, Đinh Mặc và Ngô Bình rất hợp tính nhau, lại còn có tư tưởng hết sức tương đồng nên hai người họ có cảm giác hận một nỗi không thể gặp đối phương sớm hơn. Buổi tối, Ngô Bình gọi vài món ăn, vài bình rượu để hai người họ uống rượu chuyện trò. Ngô Bình uống một ngụm rượu trắng, cảm thán, rượu ở đây thật là khó uống. Đinh Mặc, rượu ngon khó tìm, sau này tôi sẽ mời cậu thưởng thức rượu ngon mà tôi cất giữ. Tôi có một người anh em cũng thích siêu tầm rượu từ thời cổ xưa, để hôm sau tôi đi chôm vài vò rượu của anh ấy, uống cùng anh đủ 300 chén mới thôi, Ngô Bình đáp. Đinh Mặc sáng mắt lên hỏi, ồ, người anh em của cậu cũng cất giữ rượu ngon sao? Vậy thì tốt quá rồi, sắp xếp thời gian đi rồi hai chúng ta gặp nhau, cùng thưởng rượu ngon. Ngô Bình nhớ ra một chuyện, hỏi Đinh Mặc, anh Đinh, hình như anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa đúng không? Đinh Mặc cười ha ha đáp, nhưng cũng chưa quá già, năm nay tôi 42. Ngô Bình, mới 42 tuổi đã trở thành cao thủ tiên thiên, quá giỏi. Đinh Mặc đảo mắt đáp, thế nếu so với cậu thì chẳng phải tôi chỉ giống một bịch rác thôi sao? cậu mới hơn 20 mà đã tu luyện được quyền ý. Không tới nửa năm nữa cậu cũng sẽ thành cao thủ tiên thiên thôi. Ngô Bình, là do tôi gặp may thôi, đến cảnh giới tiên thiên rồi thì tu luyện sẽ không còn nhanh như bây giờ nữa. Hơn nữa, khi nào tu luyện được tới cảnh giới địa tiên thì mới là thực sự có bản lĩnh. Địa tiên sao, đinh mặc khẽ thở dài, quả thực rất khó, không biết tôi có qua nổi ải đó không nữa. Ngô Bình, khi nào anh đột phá cảnh giới địa tiên thì nhớ phải tìm tôi nói không chừng tôi có thể giúp anh đinh mặc cười đáp quả là vậy tôi cảm thấy cậu biết rất nhiều lẽ nào là nhận được truyền thừa từ đời trước ngô bình trầm mặc một lát rồi đáp không giấu được anh tôi đã đọc được một số kiến thức ghi chép về nền văn minh cổ trước khi loài người có lịch sử đinh mặc sáng mắt lên hỏi là nền văn minh trước thời kỳ băng tiền sao ngô bình lắc đầu có lẽ còn sớm hơn cả thời đó nữa anh dùng tay vẽ lên bàn một ký hiệu phức tạp nó không giống chữ viết mà phức tạp đến nỗi trông như một bức thư họa vậy. Nhìn thấy hình vẽ này, Đinh Mặc sướng sở tiên văn. Ngô Bình, anh nhận ra nó sao? Đinh Mặc thở dài đáp, loại tiên văn này đã thất truyền từ trước thời kỳ băng tiền rồi. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó, có điều đã từng thấy. Tiên văn này có lẽ thuộc về thời kỳ tiên quốc. Tiên quốc? Đúng vậy, trước nền văn minh kỳ băng tiền có một nền văn minh mà việc tu chân hết sức phát triển. Có một vị tiền bối từng nói với tôi một giả thiết, anh ấy nói có thể trong thời kỳ đó trái đất là một hành tinh có nguồn năng lượng rất tốt để tu luyện. Sau này, khí hậu của trái đất có sự thay đổi lớn nên những bậc thầy tu luyện thi nhau rời khỏi đây, bỏ lại nơi này. Cho nên, những người bình thường còn ở lại trái đất khi đó được truyền thừa một số tri thức nên đã lấy đó làm nền tảng để xây dựng nên nền văn minh thời kỳ băng tiền. Chương 274, anh hai và chú ba. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là vậy nói như vậy thì còn có một nền văn minh tu chân nữa ở bên ngoài trái đất sao? Ai mà biết được cơ chứ? Có thể có, cũng có thể không, có thể đó chỉ là một giả thiết vô căn cứ mà thôi, Đinh mặc mỉm cười nói tiếp, nào, cũng ly. Sau khi uống thêm một chầu rượu nữa, Đinh mặc đột nhiên vỗ vai Ngô Bình nói, người anh em, cậu là người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi muốn kết nghĩa anh em với cậu, cậu có bằng lòng không? Ngô Bình cười đáp, một cao thủ tiên thiên như anh lại đi kết giao với một người mới tu luyện tới cảnh giới thần, không sợ mất mặt hả? Đinh mặc đảo mắt chán trường đáp, nếu cậu coi thường tôi thì thôi. Ngô Bình cười lớn đáp, nhiều lời làm gì mất thời gian, muốn kết nghĩa thì triển luôn thôi, ta còn phải uống rượu mà. Đinh mặc cũng cười ha hả, hai người họ đi lên sân thượng, cầm nén hương hướng về phía vầng trăng vằng vạc trên cao bái thiên địa, nhật nguyệt. Sau đó lại quay về phía nhau, cúi đầu kết bái thành anh em. Ninh Mặc là anh, Ngô Bình là em. Đại ca, Ninh Mặc, chú ba, chú gọi sai rồi, anh là anh hai mới phải chứ. Ngô Bình ngẩn người hỏi lại, anh chỉ thích làm số hai thôi hả? Ninh Mặc giận giữ đá Ngô Bình một cái nhưng Ngô Bình đã nhanh chân né kịp. Ninh Mặc nói, chú mới là hàng loại hai, bên trên anh còn một đại ca nữa. Cho nên đương nhiên anh chỉ có thể làm anh hai, còn chú là chú ba. Ngô Bình hạn hán lời đáp, này anh hai, những người anh kết giao từ trước giờ em cũng phải đội lên đầu sao. Đinh mặc cười đáp, nếu chú mà gặp đại ca thì chắc chắn sẽ thích anh ấy lắm. Anh ấy là người thú vị giống hệt chú vậy. Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú, vậy sao? Suốt cuộc đại ca của chúng ta là ai vậy? Đinh mặc, đại ca có tu vi cao hơn anh, đã tu luyện tới cảnh giới địa tiên rồi. Có điều hiện giờ đại ca vẫn đang tu luyện ở Côn Luân, không dễ xuất hiện đâu ngô bình nghe tới côn luân thì không khỏi tò mò hỏi côn luân đó rốt cuộc là nơi như thế nào vậy đinh mặc đáp đó là một trong số những không gian gấp khúc trên trái đất người ngoài gọi nó là côn luân còn người ở bên trong thường gọi nó là địa tiên giới ngô bình kinh ngạc địa tiên giới vậy chắc chắn nơi đó phải vô cùng lớn nhỉ đinh mặc gật đầu đúng vậy cực kỳ lớn lớn hơn diện tích trái đất nhiều đó là gì chỉ còn sót lại từ nền văn minh tiên quốc có điều anh cũng chưa từng tới đó, chỉ nghe đại ca nhắc tới vài lần. Ngô Bình, đại ca đang tu luyện ở đó sao? Đại ca là người của Ngọc Hư Cung, trong đó là đệ tử chân truyền. Nghe nói anh ấy ở trong đó cũng thuộc hàng có địa vị. Ngô Bình, nói như vậy thì ở trong đó hẳn phải có cả cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới thiên tiên nhỉ. Đinh mặc lắc đầu, sao có thể như vậy? Trên trái đất từ lâu đã không còn cao thủ nào tu luyện được tới mức đó rồi địa tiên đã là một cảnh giới hết sức khó khăn, bên trong còn có 4 cảnh giới lớn, 20 cảnh giới nhỏ phải vượt qua. Khoảng cách giữa các cảnh giới lớn chênh lệch rất nhiều, đại ca hiện giờ mới đang ở cảnh giới lớn thứ nhất. Đinh mặc lắc đầu, thực ra ở địa tiên giới thì cao thủ ở bậc nhân tiên đã được coi là mạnh rồi. Còn ai tu luyện được tới địa tiên thì được coi là cao thủ hàng đầu. Sư đệ, với tố chất của chú tương lai chắc chắn sẽ nổi danh toàn địa tiên giới. Ngô Bình không khỏi háo hức trông chờ, không biết khi nào chúng ta mới được bước vào địa tiên giới nhỉ. Đinh mặc, số lượng người trong đó không nhiều, chỉ có tu luyện tới cảnh giới địa tiên mới được phép vào. Người ở đó đều là thế hệ sau của các cao thủ địa tiên đời trước. Bọn họ cứ sinh sôi qua hàng triệu năm, số lượng giờ đã hơn 100.000 người rồi. Ngô Bình, theo lời ban nãy anh hai nói thì trên trái đất vẫn còn những nơi khác tương tự như Côn Luân sao? Đương nhiên rồi, ngoài côn luân gia ở âu la ba châu nam á và phi châu cũng có đông doanh cũng có một khu vực nhỏ giống như vậy gọi là nhẫn giới ngô bình trầm tư nói như vậy thì thế giới này quả thực vô cùng phức tạp đinh mặc chú ba không cần suy nghĩ nhiều làm gì người bên trong đó sẽ không quản việc thế sự nên sự tồn tại của họ cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài ngô bình được vậy thì tốt hai người họ đang uống rượu thì tiết thái hổ quay lại ông ta kính rượu đinh mặc và ngô bình Đinh Mặc không quan tâm đến ông ta, nhưng vì nể mặt Ngô Bình nên mới uống cùng vài chén. Tiết Thái Hổ cảm thán, nếu lúc trước tôi nghe lời cậu chủ Ngô thì Trần Tung đã không chết. Ngô Bình, số mệnh đã an bài như vậy rồi. Thái Hổ, ngày mai lấy được nguyên thạch ở nhà kho số 1, ông giúp tôi vận chuyển tới nhà họ đường ở Vân Kinh nhé. Tiết Thái Hổ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp đâu ra đấy. Ông ta chớp chớp mắt, nói tiếp cậu Ngô, ngoài tướng quân ong ra, nước miến còn tướng quân Dali và tướng quân Ma Dây nữa. Trong tay họ cũng có không ít nguyên thạch, sau này chúng ta cũng nên tới chỗ họ bàn chuyện làm ăn. Ngô Bình, không cần vội, lần này lấy được nguyên thạch của tướng quân ông đã, những việc khác thì từ từ tính. Tiết Thái Hổ gật đầu, được. Tiết Thái Hổ tử lượng khá kém, sau khi nốc hai bình rượu là phải có người khiêng mới về được phòng. Đến gần nửa đêm, Ngô Bình và Đinh mặc lại đi đấu quyền, tiếp tục rèn rũa quyền ý. Khi đêm đã về khuya, anh bắt đầu luyện động tác thứ 5 của đoàn thể thuật cấp 8. Điều thú vị là động tác thứ 5 dường như có liên quan đến động tác thứ 4. Anh luyện hai động tác cùng lúc thì cảm thấy không quá khó. Mặc dù ban đầu cũng chóng mặt và đau nhức cơ thể nhưng rất nhanh sau anh đã thích ứng được. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, anh đã luyện hoàn chỉnh động tác thứ 5, hơn nữa còn có thể giữ động tác đó hơn 1 giờ đồng hồ. Động tác này giống như động tác trước như thể nó có khả năng dẫn một luồng sức mạnh vào trong cơ thể anh vậy. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Ngô Bình luyện lại một lượt năm động tác đoàn thể thuật đã học được. Cơ thể anh lúc này đã có một số thay đổi, các giác quan trở nên nhạy bén hơn trước, sức mạnh cũng tăng lên, tốc độ phản ứng nhanh hơn. Vừa sáng sớm, tướng quân ông đã tới gặp Ngô Bình, sau đó dẫn mấy người Ngô Bình đi tới nhà kho của ông ta. Trong trang viên rộng lớn, có tới 5 nhà kho khác nhau từ số 1 đến số 5 trong đó nguyên thạch trong nhà kho số một là quý giá nhất, đến ông trùm phỉ thúy như tiết thái hổ cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Tướng quân ông đi tới trước nhà kho, cười nói, cậu ngô, mỗi một khối nguyên thạch trong này đều do tôi đích thân chọn lựa. Mời cậu, hai tên thuộc hạ của tướng ông mở cửa nhà kho, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Nhà kho này không lớn, bên trong chủ yếu là nguyên thạch, khoảng hơn 200 khối. Khối nhỏ chỉ cỡ quả dưa hấu, khối lớn thì cao tới 2-3 mét, những khối nguyên thạch được đặt khắp nơi trong nhà kho. Ngoài ra còn có những khối đã bị cắt sở giang vì từng tham gia đấu giá trước đó, để lộ ra bên trong màu xanh đậm của phỉ thúy, mà đó không phải phỉ thúy băng trùng mà là thủy tinh trùng. Tướng quân ông nói, cậu ngô, tất cả nguyên thạch trong kho này có giá trị không dưới 30 tỷ tệ, tôi xin tặng lại hết cho cậu. Ngô Bình nhìn quanh, đáp nguyên thạch được lắm. Sau đó anh quay sang nói với Tiết Thái Hổ, bắt đầu vận chuyển đi. Tiết Thái Hổ phất tay một cái, thuộc hạ của ông ta lập tức đẩy vào những chiếc xe nhỏ, chuyển dần toàn bộ số nguyên thạch ra bên ngoài rồi đóng gói vận chuyển tới sân bay. Những khối nguyên thạch này sẽ đi đường bay tới Vân Kinh. Sau khi chuyển xong hàng trong kho, Ngô Bình nói, tướng quân, giờ tôi sẽ giải độc cho ông. Quá trình giải độc cũng không có gì phức tạp, vẫn là phương pháp cũ. Sau khi châm cứu xong, Ngô Bình bảo tướng quân ông đi ngâm nước thuốc. Trong lúc chờ ngâm thuốc, tướng quân ong phái thuộc hạ tâm phúc đưa ngô bình và tiết thái hổ đi chọn nguyên thạch ở các nhà kho khác nữa sau khi xem toàn bộ số nguyên thạch ở các nhà kho còn lại của tướng ong ngô bình chi 17 tỷ tiết thái hổ cũng chi 15 tỷ mua thêm rất nhiều nguyên thạch thậm chí cả những khối nguyên thạch đã cắt dở và cả những khối ngọc tốt chương 275, đào kho báu ở hoang địa số nguyên thạch hai người họ mua được chia thành từng lô rồi vận chuyển ra sân bay trước mắt chúng sẽ được chuyển tới biên nam địa bàn của Tiết Thái Hổ. Ngô Bình đã tính toán qua, số nguyên thạch anh mua với giá 17 tỷ có giá trị thực vào khoảng 3 chục tỷ tệ. Còn số nguyên thạch Tiết Thái Hổ mua cũng có giá trị lên tới gần ba chục tỷ, hai người họ đều kiếm được món hời lớn. Khi máy bay vận chuyển đã cất cánh, Ngô Bình quay lại chỗ tướng quân ong, tiếp tục giúp ông ta trị độc. Hơn 9 giờ tối, tướng quân ong uống vài bát thuốc rồi lên giường tĩnh dưỡng. Ngô Bình dặn ông ta tiếp tục ngâm nước thuốc trong 3 ngày tới thì độc tố sẽ được đào thải hoàn toàn. Tướng quân Ong vô cùng cảm kích, sai người tiếp đãi mấy người Ngô Bình vô cùng chu đáo. Đêm đó, Đinh Mặc và Ngô Bình đã bàn nhau sáng sớm hôm sau sẽ đi tới nơi phát hiện ra đá bản cổ để xem xét một lượt. Cũng trong đêm đó, Ngô Bình luyện thêm được động tác số 6 và số 7. Hai động tác này anh tập liền một mạch, trời đã hừng sáng nhưng Ngô Bình vẫn tranh thủ thời gian luyện tiếp động tác thứ 8. Tám động tác tạo thành một nhóm, tám động tác đầu này cũng chính là nhóm động tác đầu tiên của đoàn thể thuật cấp 8. Điều ngạc nhiên là động tác thứ 8 như thể là sự kết hợp và nâng cao của 7 động tác trước đó, khi kết hợp lại thì không quá khó. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã luyện được rồi. Tiếp đó, anh tập lại động tác của cả nhóm. Sau khi luyện thành công nhóm 1, anh có cảm giác như sinh khí và sức mạnh đang tràn vào cơ thể mình, cải thiện thể chất, rèn rũa tinh thần anh ngô bình say mê luyện tập đến quên cả thời gian chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao khi đinh mặc nhìn thấy anh thì không khỏi kinh ngạc chú ba hình như chú có gì khác khác ngô bình cười hỏi có gì khác vậy đinh mặc nghĩ ngợi rồi đáp từ khí chất của chú anh cảm giác chú mới là cao thủ tiên thiên chứ không phải anh ngô bình có lẽ là do em quá đẹp trai đinh mặc đảo mắt chán trường đáp chuẩn bị đi chúng ta cùng tới chỗ đó chỗ đó chính là nơi phát hiện ra đá bàn cổ. Đinh Mặc nghi ngờ ở đó còn có những đồ vật thất lạc khác nên hai người họ chuẩn bị nhanh gọn rồi cùng nhau xuất phát. đi được hai phần ba quãng đường thì phải xuống xe đi bộ do đường khó đi. hai người họ có tu vi cao nên đi bộ trong rừng sâu cũng nhanh như điện xẹt. đi được hơn một tiếng thì đã tới địa điểm đó. đó là một vùng đất hoang, xung quanh toàn là núi non trùng điệp. nơi đây sớm đã bị đào bới tan hoang, cây cối cũng chết sạch bên dưới chỉ toàn là những cục đá vô giá trị. Có thể nhận thấy nơi này đã bị người ta sới tung lên rồi, không thể còn lại nguyên thạch hay thứ gì có giá trị. Hai người họ đứng trên một gò đất, nhìn cảnh tượng xung quanh mà ngẩn người. Ngô Bình, anh hai, muốn tìm thấy kho báu ở cái nơi quái quỷ này thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ninh mặc cũng cao chặt mày lại đáp, thật không ngờ nó lại bị tàn phá đến mức này. Ngô Bình mở mắt thấu thị, Hiện giờ tầm nhìn của anh có thể nhìn xuyên qua lớp đất đá tới mười mấy mét nhưng độ sâu đó thì sớm đã bị kẻ khác bới lên cả rồi. Sau khi đi một vòng quanh gò đất, Ngô Bình đột nhiên dừng lại lấy sẻng đào vị trí anh đang đứng thêm nửa mét nữa, sau đó lấy ra một khối đá to cỡ quả dưa ở chỗ đó. Khối đá này không phải nguyên thạch nhưng dường như nó đang phong ấn thứ gì đó ở bên trong. Ngô Bình rút kiếm ra chém khối đá vỡ làm đôi, bên trong là một khoảng rỗng chứa một ly rượu làm bằng kim loại gì đó. Thứ vật liệu làm ra chiếc ly này anh chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết rốt cuộc nó là chất liệu gì. Đinh mặc cầm lấy ly rượu quan sát từ trên xuống dưới, mắt sáng lên, chú ba, chú đỉnh thật. Đây có lẽ là ly rượu từ thời tiên quốc. Ngô Bình, anh hai, em nghe nói những gì vật cổ như thế này rất có giá phải không? Đương nhiên rồi, ví dụ như ly rượu này ít cũng phải có giá 5-600 triệu tệ. Ngô Bình sướng sờ, 5-600 triệu tệ ư, đinh mặc gật đầu đó là còn ít nếu tham gia đấu giá thì còn được giá nữa ngô bình nghe vậy thì vô cùng phấn chấn thu lại ly rượu rồi tiếp tục tìm kiếm những khối đá như vậy nhưng tiếc là không tìm thấy được thứ gì tương tự đã không tìm được thêm thứ gì mà còn mệt tới hoa mày chóng mặt ngô bình quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi đinh mặc thì lấy đồ ăn và nước uống ra đinh mặc xem ra chuyến này không thu hoạch được nhiều ngô bình nhai miếng thịt khô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, không vội, cứ tìm thêm vài ngày nữa. Theo anh thấy, cho dù không tìm được thứ gì quá giá trị nhưng nhặt nhạnh được mấy món đồ nho nhỏ như ly rượu này cũng không tồi. Dù gì nó cũng vô cùng có giá. Có điều, Ngô Bình đã quá lạc quan, hai ngày tiếp theo họ đào bới khắp nơi nhưng chẳng tìm được gì. Đến ngày thứ ba, Ngô Bình không làm nữa, nói anh hai, bỏ đi, chúng ta về. Ninh Mặc cũng đã mất tinh thần, đáp vậy giải tán thôi hai người họ trên đường về phải đi qua một dòng sông lòng sông rất rộng xung quanh có rất nhiều đá cuội lúc đi qua con sông này ngô bình mở mắt thấu thị để quan sát xung quanh vừa nhìn anh bỗng giật mình anh phát hiện ở độ sâu hơn chục mét dưới chân anh đang đứng có rất nhiều khối đá bên trong đựng các loại pháp khí gì đó cái to cái nhỏ đinh mặc hỏi sao lại dừng lại ngô bình anh hai có thể gọi máy xúc tới đây không đinh mặc gật đầu được sao vậy chú tìm thấy gì sao ngô bình gãi gãi mũi đáp dòng sông này vắt qua toàn bộ khu vực đồi núi này anh nói xem hàng triệu năm qua có khi nào đá trên các ngọn đồi núi kia lăn xuống dưới này không đinh mặc có thể nhưng khả năng không cao ngô bình cứ thử xem sao đinh mặc gọi một cuộc điện thoại vài tiếng sau một chiếc máy xúc lớn đã tới đó bắt đầu đào ở vị trí ngô bình chỉ điểm trong lúc chờ đợi Ngô Bình đi dọc bờ sông vừa đi vừa quan sát bên dưới thì phát hiện thêm ba vị trí cũng có loại đá như vậy. Đào sâu 10 mét ở vị trí đó rất tốn thời gian. Đến tận đêm khuya mới xong, Ngô Bình đích thân xuống dưới nhặt lấy khối đá trông rất giống những khối đá thông thường này. Đinh mặc đón lấy, đập vỡ khối đá. Lẫn trong lớp bụi là một quả cầu bằng kim loại to cỡ quả óc chó, trên mặt khắc phù văn, trông rất cổ xưa. Đinh mặc mắt sáng lên gọi Ngô Bình, chú ba, mau lên đây. Ngô Bình không lên ngay mà vận chuyển tổng cộng 37 khối đá lên mặt đất thì mới nhảy ra khỏi hố. Anh nhìn quả cầu kim loại, hỏi Đinh Mặc, anh hai biết thứ quái quỷ này là gì không? Đinh Mặc lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác nó không phải một món đồ tầm thường. Rất có thể đây là một loại pháp khí. Chương 276, Đường Tử Di nhờ giúp đỡ. Ngô Bình đón lấy quả cầu kim loại rồi quan sát thì phát hiện bên trong nó có rất nhiều lỗ hồng nhỏ. Khi ném nó lên không trung, không khí sẽ chui vào những lỗ nhỏ này. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh khẽ xoay hai ngón tay, quả bóng kim loại đột nhiên xoay tít. Mà khi nó xoay thì những phù văn và các lỗ hổng bên trên khiến nó có thể tự động lơ lửng trên không trung, đồng thời phát ra một loại sóng âm mà người thường không thể nghe thấy. Loại sóng âm này khiến Ngô Bình và Đinh Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Ngô Bình vội vã chụp lấy quả cầu rồi nói, thứ này quả nhiên rất thú vị, cả thảy 37 khối đá, to có nhỏ có. Ngô Bình đang định mở những khối đá còn lại ra xem bên trong có gì thì một đám người lao tới. Có vẻ bọn họ là dân bản địa. Đi đầu là một người đàn ông, ông ta nói một ngôn ngữ hình như là tiếng địa phương. Người lái máy xúc nói với Đinh Mặc, ông chủ, những người này không cho chúng ta đào nữa. Họ nói nếu còn đào thì sẽ đánh chúng ta. Ngô Bình mặc dù không sợ những người này nhưng anh cũng ngại va chạm với dân bản địa nên anh nói với người lái máy xúc. Anh nói với họ rằng chúng ta đang nghiên cứu địa chất, chỉ cần họ không làm to chuyện thì tôi sẽ cho thôn của họ một khoản tiền. Người lái máy xúc nói gì đó với đám người kia rồi quay đầu lại nói, "Ông chủ, bọn họ đòi 10.000 euro." Ngô Bình, "Được, bảo họ cử ra một người, tôi sẽ chuyển khoản cho người đó." Một lát sau, một người thanh niên cầm điện thoại đi tới. Người lái máy xúc làm phiên dịch còn Ngô Bình chuyển tiền vào tài khoản cho anh ta. Thấy tiền về tài khoản, người thanh niên kia vô cùng phấn khởi, vội vã chạy về báo tin vui với những người dân khác. Mọi người ồ lên gieo hò vui sướng. Đinh Mặc nói với Ngô Bình, phỉ thúy dù rất có giá nhưng người dân chẳng được lợi lộc gì từ đó nên vẫn nghèo rất mồng tơi. Như những người dân này, thu nhập mỗi năm của họ chỉ vào khoảng 100 euro. Chú cho họ 10.000 euro là bằng thu nhập trong nửa năm của cả thôn rồi. Ngô Bình gật đầu, chỉ cho người lái máy xúc vị trí đảo thứ hai để tiếp tục khai quật. Anh cũng không mở những khối đá kia nữa mà chất luôn lên chiếc xe ben mà mình vừa gọi tới rồi trở về. Đến buổi chiều, toàn bộ những khối đá bí ẩn ở những vị trí anh tìm thấy đã được đào hết lên, cả thảy hơn 100 khối, to có nhỏ có, chất đầy một nửa thùng xe. Bởi xe phải kéo đá, đường lại khó đi nên chiếc xe đi rất chậm. Đến khi ra tới đường lớn thì trời đã sắp tối. Họ quay về đến biệt thự thì đã là hơn 10 giờ tối tiết thái hổ thấy ngô bình kéo về một đống đá nhưng không phải nguyên thạch phỉ thúy thì tò mò hỏi cậu chủ ngô đống đá này để làm gì vậy tôi thấy nó có vẻ không đáng tiền ngô bình ông không cần lo việc đó cứ đóng gói lại rồi vận chuyển xuyên đêm về vân kinh cho tôi tiết thái hổ gật đầu đồng ý rồi lập tức đi sắp xếp người vận chuyển hai anh em ngô bình vừa ngồi xuống uống hớp trà thì đường tử di gọi điện tới trong điện thoại giọng cô vô cùng phấn khích ngô bình Nguyên thạch anh mua đều là cực phẩm. Em đã cho người cưa hai khối ra, bên trong đặc là ngọc, nước ngọc lại còn là cực phẩm. Ngô Bình, hàng anh chọn thì đương nhiên không thể có vấn đề. Đúng rồi, em cứ cho người cưa hết số nguyên thạch đó ra đi. Anh đang định cho nó vào kho của thị trấn Phỉ Thúy. Đường Tử Di, được, Phỉ Thúy là anh mua về, em sẽ cho người kê giá ra rồi chuyển khoản cho anh. Ngô Bình chiếm 40% cổ phần của thị trấn Phỉ Thúy còn tập đoàn đường thị chiếm 60% còn lại. Vì lẽ đó, anh sẽ giảm giá cho họ một chút. Còn lại thì anh cũng không khách sáo từ chối mà chỉ nói nếu đang thiếu vốn cho dự án thì có thể trả sau. Ngoài ra, anh nhờ đường tử di nhận giúp những khối đá kia. Bên trong những khối đá này có thứ gì đó, có lẽ còn giá trị hơn chỗ phỉ thúy kia nhiều. Đêm đó, Đinh mặc nhận được điện thoại và rời khỏi biệt thự. Anh ta nhận được tin tức, phải lập tức đi điều tra dấu vết của động tiên Đinh mặc không có ở đó, Ngô Bình thấy khá buồn chán Cả đêm anh luyện đi luyện lại 8 động tác đầu tiên của đoàn thể thuật Đến tận khi trời sáng mới thôi Trời vừa sáng, Ngô Bình đi gọi Tiết Thái Hổ cùng quay về Biên Nam Khi họ về đến Biên Nam thì đã là buổi chiều Trực thăng của họ đổ xuống một căn biệt thự Cả Ngô Bình và Tiết Thái Hổ đều vô cùng hài lòng về chuyến đi lần này Tiết Thái Hổ mời Ngô Bình ở lại vài hôm nhưng Ngô Bình có việc nên từ chối. Anh theo máy bay vận chuyển đá về Vân Kinh luôn. Khi trời vừa tối thì máy bay đáp xuống Vân Kinh, vừa hạ cánh thì vài chiếc xe tải đã đi tới, dẫn đầu đoàn là một chiếc xe công vụ. Cửa xe mở ra, đường tử di bước xuống. Cô cười tươi như hoa, chạy tới ôm lấy Ngô Bình, anh vất vả rồi. Ngô Bình cười đáp, làm việc cho bản thân, không có gì là vất vả cả. Lên xe đi, Em đã tổ chức tiệc chào mừng anh trở về, Đường Tử Di kéo anh lên xe. Còn số đá trên máy bay do người cô đã sắp xếp vận chuyển về biệt thự Vân Đình. Vân Kinh, đệ nhất lầu. Đệ nhất lầu là nhà hàng cao cấp nhất Vân Kinh, muốn ăn ở đây đương nhiên phải đặt trước, có điều nhân vật lớn như Đường Tử Di thì không cần hẹn trước vì cô chính là cổ đông ở đây. Hai người họ đi vào một căn phòng được thiết kế rất đặc biệt. Chỉ một thoáng sau, bốn món ăn đã được dọn lên đây đều là những món rất phổ thông, đến nỗi Ngô Bình đã ăn những món đó không biết bao nhiêu lần. Có điều, sau khi cầm đũa ăn thử anh mới phát hiện ra hoàn toàn không giống. Mỗi món đều được nấu hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Ngô Bình mắt sáng lên, khen, ngon quá, đầu bếp là ai vậy? Đường tử di cười đáp, đệ nhất lầu dạo này tuyển được một vua đầu bếp, đây là món đầu bếp đó làm. Mỗi ngày anh ta chỉ làm đúng 12 món thôi. Ngô Bình cười nói, vậy thì anh có lộc ăn quá rồi. Đường tử di không ăn gì mấy, bốn món ăn đó đa số đều là Ngô Bình ăn. Đã có đồ ăn ngon thì đương nhiên phải có cả rượu ngon đi kèm. Người phục vụ bưng lên một bình rượu, sau khi mở nắp ra, mùi rượu thơm nước mũi bay ra. Đường tử di đích thân rót cho Ngô Bình một ly, nói đây là rượu trạng nguyên hồng của Giang Nam, đã ủ 150 năm rồi, là rượu ông nội em siêu tầm. Anh thử một ngụm xem. Rượu Trạng Nguyên Hồng thực ra chính là một loại rượu vang. Người cổ đại khi sinh con trai sẽ ngâm loại rượu này. Đợi khi con trai họ lớn, vào ngày vui của anh ta, rượu này sẽ được đào lên để đái họ hàng, bạn bè. Ngô Bình một hơi uống cạn, nói chất rượu bình thường nhưng được ngâm lâu nên hậu vị rất độc đáo. Duyệt, anh vừa nói dứt lời thì bốn món nữa lại được bày lên. Thế nhưng Ngô Bình không ăn nữa mà buông đũa nhìn Đường Tử Di hỏi, Tử Di Thực sự đây chỉ là tiệc mừng anh trở lại sao? Đường Tử Di khẽ mỉm cười nói, cứ ăn đi đã, lát nữa em sẽ nói với anh. Ngô Bình, em nói trước đi, nếu không anh ăn không nổi nữa. Đường Tử Di khẽ vỗ tay một cái, đáp, được rồi, lại bị anh đoán trúng rồi. Có chuyện này em muốn nhờ anh giúp. Ngô Bình cười đáp, nói đi, việc anh làm được thì tuyệt đối không chối từ. Đường Tử Di cười ngọt ngào, em gái em sắp về nước rồi em mong anh nhận nó làm đồ đệ, truyền dạy y thuật cho nó. Ngô Bình rất ngạc nhiên, em có em gái sao? Sao anh chưa từng nghe nói tới? Đường Tử Di cười khổ, em gái em từ nhỏ đã bị bệnh tự kỷ nhưng lại cực kỳ thông minh. Nó không thích giao tiếp với người khác, bác sĩ tâm lý nói nó bị thiếu khả năng đồng cảm. Cho nên nhiều năm nay, nó đều ở nước ngoài điều trị. Vậy kết quả thế nào?" Ngô Bình hỏi. Cũng có chút hiệu quả nhưng nó vẫn không thích tiếp xúc với người khác như trước. Có điều, từ nhỏ nó đã thích y học, đã tự học đến bậc tiến sĩ ở trường y, em nghĩ y thuật của anh lợi hại như vậy, nếu nó được gặp anh thì sẽ vô cùng hâm mộ anh. Hơn nữa nó có năng khiếu học y, cho nên em mới xin anh thu nhận nó làm đệ tử. chương 277, Giới hạn thể chất Ngô Bình nói, từ Di à, em ấy chỉ đơn thuần muốn theo anh học y. Đường tử di khẽ thở dài, dạo trước bác sĩ điều trị nói với em rằng gần đây tử yên có ý định tự tử, tử, đã tự tử, tử hai lần rồi, may mà được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Ngô Bình hỏi, sao lại tự tử, tử? Đường tử di đáp, em sợ muốn chết, tử yên bảo với em rằng y học là sở thích duy nhất của con bé. Nhưng con bé lại cảm thấy y học hiện đại đã đi vào ngõ cụt, không đáng để học nữa. Thế nên con bé thấy cuộc đời tẻ nhạt, không còn ý nghĩa nữa, muốn tìm cái chết để giải thoát. Lúc này Ngô Bình mới hiểu ra, đường tử di muốn đường tử yên học thêm những y thuật khó và kỳ diệu hơn, từ đó có mục tiêu mới trong đời, không tìm đến cái chết nữa. Chuyện này, tất nhiên là anh phải giúp rồi. Anh nghĩ ngợi dây lát, bèn nói, được, anh đồng ý. Giờ em ấy đang ở đâu? Đường tử di mỉm cười, đi đến căn phòng đối diện rồi gọi, tử yên, mau đến đây. Bước ra là một cô gái chừng 18-19 tuổi, gương mặt có vài phần giống đường tử di nhưng gầy hơn mặc chiếc đầm tím ánh mắt rất lạnh xinh đẹp không kém gì chị gái đó là cô gái mắc bệnh tự kỷ đường tử yên em gái của đường tử di đường tử yên vừa bước ra đã nhìn thẳng vào ngô bình mà hỏi anh là bác sĩ sao ngô bình cười đáp đúng rồi tử yên mời ngồi ngồi bên cạnh anh đường tử yên hỏi chuyện chị em nói rằng anh giỏi y thuật thật sự anh có thể cho em biết thế nào là y thuật thật sự hay không? Ngô Bình gật đầu, câu hỏi rất hay nhưng anh sẽ không trả lời em vội. Em là tiến sĩ y học, vậy em có thể cho anh biết giới hạn thể chất của một người là bao nhiêu không? Đường tử yên đáp, giới hạn tốc độ của con người là 12 mét một giây, nâng tạ tối đa là 472 kg. Được rồi, Ngô Bình ngắt lời, em xuống lầu với anh. Anh đứng dậy rồi đi xuống lầu, đường tử yên và đường tử yên bèn cất bước theo sau. Khi xuống dưới nhà, đối diện họ là một khu vực tập thể thao cỡ nhỏ, có cả đường chạy 100 mét. Họ đi đến một đầu đường chạy, Ngô Bình nói với đường tử yên, anh sẽ cho em thấy, giới hạn của một người vượt xa tưởng tượng của em. Em tính giờ đi, xem tốc độ của anh là bao nhiêu. Đường tử yên lấy điện thoại ra, vừa mở ứng dụng đếm giờ vừa nói, chuẩn bị, bắt đầu. Âm, um, mặt đất hơi rung chuyển, gió lớn nổi lên, cuốn bụi bay mịt mù. Ngô Bình lao về phía trước như tên bắn, chân anh gần như không chạm đất, xài một bước chân đã 20, 30 mét, trọng tâm vững vàng, tựa như cưới gió lướt đi. Tích, khi Ngô Bình chạy đến điểm cuối của đường chạy 100 mét, đường tử yên lập tức bấm dừng đồng hồ. Thời gian hiển thị Ngô Bình chỉ mất 1,97 giây. 1,97 giây. Đường tử di hít một hơi lạnh, nhanh quá. Ngô Bình gần như phanh lại tại chỗ, sau đó mới chậm chậm tiến đến chỗ họ, không đỏ mặt cũng chẳng thở dốc, trông như chẳng hề mệt mỏi, anh hỏi đường tử yên, tốc độ của anh là bao nhiêu? Đôi mắt lóe sáng, đường tử yên đáp, hơn 50 mét một giây, tốc độ khoảng 180 km mỗi giờ. Ngô Bình gật đầu, tầm đấy, anh cần một chút thời gian để tăng tốc, sau đó tốc độ của anh đã nhanh hơn. Mà đây chỉ là tốc độ hiện tại của anh, sau này anh còn có thể nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Đường Tử Yên vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi, sao anh lại mạnh như vậy anh đã sửa đổi gen à ngô bình bật cười khi tu hành đến một trình độ nhất định tiến hóa gen cũng không phải là chuyện không thể nhưng hiện giờ anh chưa đạt được đó là chuyện chỉ xảy ra sau khi đã trở thành địa tiên đôi mắt đường tử yên sáng lên anh có thể dạy em không ngô bình nhìn vào mắt đối phương em muốn học gì tu hành ạ à, em muốn mạnh như anh đường tử yên trả lời với ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong Ngô Bình nói, "Được thôi, có điều em phải vâng lời anh, em làm được chứ?" Đường Tử Yên gật đầu, "Làm được ạ. À. Anh bảo em làm gì, em sẽ làm ngay." Ngô Bình gật gù, "Ôm chị em một cái đi, nói câu cảm ơn với cô ấy." Đường Tử Yên sững ra mất một lúc, cô bé thiếu khả năng đồng cảm, không cảm nhận được những cảm xúc bình thường của con người, không có lòng biết ơn, không có tình thân, tình bạn, lại càng không hiểu thế nào là ghen tị hay căm hận. Đường Tử Yên như người máy quyết thiếu tình cảm của một con người. Vậy nên, khi Ngô Bình đưa ra yêu cầu ấy, cô bé có phần không lý giải được. Có điều cô bé vẫn làm theo lời anh, vừa bước đến ôm lấy đường tử di vừa nói cảm ơn chị. Tuy động tác của đường tử yên cứng đờ, giọng nói cũng lạnh lùng, nhưng đường tử di vẫn cảm động phát khóc. Cô ấy ôm trầm lấy em gái, không cần cảm ơn đâu, tử yên, chị là chị của em mà. Ôm đường tử di xong, cô bé hỏi Ngô Bình, tiếp theo em phải làm gì, thưa thầy giờ thì ăn cơm thôi, em thấy đấy, thức ăn ở đây rất ngon, anh cười đáp. Thế là hai chị em và Ngô Bình ăn hết tám món còn lại, mùi vị thật sự rất ngon. Giữa bữa, Ngô Bình rót một ly rượu, vừa đưa cho đường tử yên vừa bảo uống đi. Đường tử yên cảm thấy quái lạ, đây là rượu, có hại cho sức khỏe. Tại sao em phải uống? Ngô Bình đáp, có đôi lúc rượu cũng là thứ tốt. Đừng nói nữa, uống đi. Thế là đường tử yên đành bóp mũi, uống rượu, tử lường của cô bé dĩ nhiên rất kém, mới uống vài ly đã đỏ bừng mặt, lưỡi cũng líu cả lại. Thầy, thầy ơi, hình như em say rồi ạ. À. Ừ, phải say mà, ngô bình cười rõ tươi, nào, uống thêm ly nữa. Vậy là đường tử yên lại uống tiếp. Đường tử di vội lên tiếng, ngô bình, tử yên chưa uống rượu bao giờ. Con bé không thể uống nữa đâu. Ngô Bình chừng mắt, chính vì chưa từng uống nên mới uống nhiều hơn. Bây giờ em ấy phải làm những chuyện chưa từng làm, nếu không thì làm sao Bình phục được. Đường tử di xứ người, anh đang chữa trị cho con bé. Ngô Bình gật đầu, bệnh tự kỷ của tử yên không phải là bệnh tự kỷ theo nghĩa thông thường. Em ấy không giao lưu với thế giới bên ngoài, thật ra đây là một dạng tự bảo vệ mình. Đường tử di ngây ra, tự bảo vệ mình. Ngô Bình đáp tử yên quá thông minh. Cô bé có thể xem qua một lần là nhớ, nhìn bất kỳ sự việc nào cũng có thể nhìn ra ngay bản chất. Người thông minh như vậy sẽ không thích, cũng không bằng lòng tiếp xúc nhân tình thế thái, cảm thấy như thế là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Thứ mà em ấy theo đuổi là sự lý tính tuyệt đối, là chân lý, là kiến thức chuẩn xác. Đường tử di gật đầu, tử yên quả thật rất thông minh, năm lên 10 đã tự học xong giáo trình đại học rồi. Nhưng thật sự có thể trị khỏi cho con bé sao? Mưu sử tại nhân mà, cứ thử thôi, anh cảm thấy có 50% cơ hội, Ngô Bình nói. Đường Tử Di vui mừng khôn tả, tốt quá rồi. Cô ấy không kìm lòng được bèn ôm chầm lấy Ngô Bình, còn hôn chóc chóc lên mặt anh. Ngô Bình nghiêng bên má còn lại, hôn bên này nữa nào. Ghét quá đi, Đường Tử Di bật cười, đấm anh một cái. Đường Tử Yên khó hiểu nhìn Đường Tử Di và Ngô Bình như nhìn hai tên ngốc. Thầm nghĩ cú đâm ấy không đau cũng chẳng ngứa, có gì thú vị à? Tại sao chị mình lại hôn anh ấy? Tiếp xúc môi và mặt có ý nghĩa thế nào? Chương 278, vòng tay kỳ lạ. Dùng bữa xong, cả ba trở về biệt thự Vân Đình. Đường Tử Yên say quá nên vừa về đã ngủ mất, Đường Tử Di thì cùng Ngô Bình đi kiểm tra phỉ thúy mà anh vừa mua. Nguyên thạch vừa chuyển đến đều được chất trong kho, có người trông giữ và bảo vệ nghiêm ngặt. Nguyên liệu ở kho số 1 đều đã được mở và được trưng bày trong kho, cái nào cũng có dán nhãn, trên nhãn có ghi tính chất và giá được định. Nguyên thạch của kho số 1 quả nhiên đều tốt cả, tuy có một số nguyên liệu khá kém, nhưng về tổng thể không có vấn đề gì. Đường Tử Di nói, tổng giá trị của toàn bộ nguyên liệu ở đây ước chừng 38,5 tỷ, em sẽ nhờ người đánh giá chi tiết hơn. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, cứ ghi giá là 35 tỷ đi. Đường Tử Di vội lắc đầu, "Không được, tập đoàn Đường thị nắm 60% cổ phần của thị trấn Phỉ Thúy, nhưng tập đoàn không hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà họ Đường bọn em." "Anh làm vậy là thiệt thòi đấy, em sẽ tìm người đánh giá sau, nên có giá bao nhiêu thì lấy giá bấy nhiêu, không được thiếu xu nào cả." Anh nhún vai, "Được rồi, nghe em vậy." Đường Tử Di nói tiếp, "Nguyên liệu được chuyển đến hôm nay cứ tạm đặt ở đây vậy. Chờ thị trấn Phỉ Thúy thành lập rồi có thể mang ra triển lãm." như sực nhớ đến gì đó, cô ấy bảo thị trấn phỉ thúy muốn mua lô nguyên liệu này của anh, cần anh cung cấp hóa đơn. Thế nên em đã nhờ Tiết Thái Hổ đăng ký một công ty mua bán đá quý ở Biên Nam rồi, lúc ấy sẽ chuyển vào tài khoản công ty anh. Ngô Bình biết đây chỉ là công ty giả thôi, bèn nói anh không giỏi mấy chuyện này, em làm là được rồi. Thứ mà Ngô Bình quan tâm nhất không phải là phỉ thúy mà là hơn 100 khối đá. Số đá này được chất bừa trong góc nhà kho, xem ra đường tử di cũng không nghĩ chúng là đồ tốt đi đến trước đống đá ấy đường tử di cười hỏi số đá này có gì đặc biệt à tất nhiên rồi ngô bình rút sát kiếm ra hôn một cái đã bổ hòn đá to bằng quả bí làm đôi không ngờ trong hòn đá lại có một cái hốc trong hốc đựng một chiếc vòng tay làm bằng ngọc rất nhẹ có màu tím nhạt đeo vào tay có cảm giác ấm áp bề mặt vòng tay còn có hoa văn rất đẹp nữa nhìn thấy chiếc vòng đường tử di kinh ngạc thốt lên đẹp quá Ngô Bình quan sát một lúc, trong chiếc vòng này có một luồng năng lượng rất kỳ diệu, hình thành từ trường có ích cho con người. Nếu đeo lâu ngày sẽ rất có lợi cho cơ thể. Thấy cô ấy thích như vậy, Ngô Bình bèn nói, tặng cho em đấy. Đường Tử Di vui vẻ đáp, cảm ơn anh, vậy em nhận nhé. Sau đó cô ấy đeo vòng ngọc vào tay, cảm giác dễ chịu lập tức lan khắp toàn thân. Cô ấy ngạc nhiên, vội vã tháo vòng ra, cảm giác ấy liền biến mất. Khi đeo vào cảm giác dễ chịu ấy lại quay về. Thần kỳ ghê, đường tử di ngỡ ngàng vô cùng, chiếc vòng này quý quá, em không nhận được đâu, https 2 gạch chéo gạch chéo vietwaitia vn gạch chéo. Cô ấy vội vàng tháo ra, trả cho Ngô Bình, đã quen nhìn quen nghe từ bé, cô ấy có thể phán đoán được giá trị của chiếc vòng này rồi, e là không kém gì luyện thần đồ. Ngô Bình đảo mắt, mới nãy còn bảo nhận, giờ lại nói không dám nhận nữa. Được rồi, nếu em không cần thì anh tặng cho người khác vậy. Đường tử di lo lắng, anh định tặng ai? Ngô Bình gãi má, huyện Minh Dương có một cô cảnh sát xinh lắm, lần trước cô ấy bảo là muốn mua vòng tay. Thế thì anh tặng cho cô ấy thôi. Sao lại tặng cô ấy chứ, đường tử di liền đeo lại chiếc vòng vào cổ tay mình như thể sợ bị người ta cướp mất. Ngô Bình cười tâu tuét, thế mới phải chứ, thay vì đem cho người khác, chỉ bằng nhận lấy đi. Biết mình bị anh lừa, đường tử di bèn tức tối quát, đồ xấu xa. Cô ấy giơ chân toàn đá anh, nhưng lại bị Ngô Bình nắm chặt lấy cổ chân. Cảm giác mềm mại trơn mịn ấy khiến lòng anh sao động. Đường tử di giật mình, lảo đảo trực ngã xuống đất. Ngô Bình vội vàng ôm eo cô ấy, gần như ôm trọn người đẹp vào lòng. Dáng dấp yêu kiểu ấy khiến Ngô Bình càng ôm chặt hơn. Đường tử di thấy tim mình loạn nhịp, song không hề phản kháng. Ngô Bình cũng chỉ ôm cô ấy một lúc thôi dù sao kho hàng cũng không phải là nơi để tình tứ. Anh buông tay, đoạn bảo, tử di à, tối nay anh sẽ cắt số đá này ra để kiểm tra. Em về nghỉ ngơi trước đi. Gương mặt còn đỏ bừng, đường tử di gật gật, để em sai người dọn dẹp phòng giúp anh. Sáng mai em mang bữa sáng đến cho anh nhé. Ngô Bình nán lại, chuẩn bị cắt thêm vài hòn đá nữa. Không tính hòn đá vừa rồi, ở đây tổng cộng có 123 viên đá. Thứ bao bọc bên trong chúng đều rất hỗn tạp, nhưng đều không phải là vật bình thường dù sao thì vật có thể được bảo quản hoàn chỉnh như vậy dưới nham thạch nhiệt độ cao nhất định không hề đơn giản anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật chọn một tảng đá cao mét rưỡi cái hốc trong tảng đá ấy chứa một bộ áo giáp mềm bằng kim loại bộ giáp mềm này được đặt trong hộp kim loại bằng phẳng dệt bằng sợi kim loại và tám loại sợi khác trông như một chiếc áo cổ tròn tay dài có thể bảo vệ nửa thân trên ngô bình mặc áo giáp mềm vào kích cỡ khá vừa vặn Ben lẩm bẩm áo giáp này không hề tầm thường, không biết hiệu quả thế nào nhỉ. Anh lấy dao găm ra, đâm thẳng vào cánh tay mình. Keng! Vào giây phút dao găm đâm vào người, áo giáp mềm trở nên cứng cáp lạ thường. Mũi dao găm gãy ngay, còn anh chẳng hề bị thương gì cả. Ê, được đấy. Sau đó anh lại thực hiện niêm hoa chỉ, chỉ phong đánh vào cánh tay trái. Sau khi chỉ phong tác động vào áo giáp mềm, anh chỉ thấy nơi bị đánh vào hơi nóng lên, Ngoài ra không còn cảm giác gì khác. Mắt anh sáng rực, khá lắm, đồ tốt. Tiếp theo, anh chọn ra 46 hòn đá từ 122 khối đá còn lại. Những hòn đá này không lớn, hòn lớn nhất to bằng quả dưa hấu, nhỏ hơn thì chỉ bằng nắm tay. Anh cắt số đá ấy ra, bên trong mỗi hòn đá là một viên đá có màu sắc khác nhau, đó là tiên thạch. 46 hòn đá, cắt ra 46 viên tiên thạch. Tiên thạch là đồ tốt dù bây giờ anh chưa cần dùng đến thì tương lai chắc chắn sẽ có lúc cần. Sau khi cất tiên thạch vào, anh chọn ra 36 viên đá trong số 76 khối đá còn lại, rồi cắt chúng ra. Số đá này cũng có một điểm chung, ấy là bên trong chúng đều có một hạt trâu màu vàng. Hạt trâu chỉ to bằng quả nhãn, bề mặt có khắc tiên văn. Trên hạt trâu còn có lỗ nhỏ, có lẽ trước đây chỉ người giàu mới đeo. Lấy hạt trâu ra, anh tìm một sợi chỉ chắc chắn và sâu 36 hạt lại với nhau, trông giống như chuỗi hạt Phật vậy. Anh quan sát bên trong hạt châu, phát hiện trong các hạt châu đều chứa cấm chế cỡ nhỏ, không rõ sử dụng thế nào. Lấy xong hạt châu thì trời cũng không còn sớm nữa. Anh thu dọn đồ đạc rồi trở về viện, luyện tập bộ đoàn thể thuật bát cực đầu tiên. Với bộ đoàn thể thuật này, càng tu luyện, thể chất của anh càng tăng mạnh, có một nguồn năng lượng bí ẩn giữa trời đất đã xâm nhập vào cơ thể anh sau nửa đêm, anh bắt đầu tập quyền, tập đến dạng sáng, anh đột nhiên ngộ ra, lấy quyền ý làm nền tảng, dùng đoàn thể thuật để dẫn dắt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh nghĩ ra đứng tấn. Đứng tấn chia làm 5 giai đoạn, tiến hành từng bước một, nếu kiên trì, có thể tạo ra nền móng rất vững chắc. Anh đích thân thực hành, lần lượt đứng tấn 5 lần và điều chỉnh lại một chút. Đến khi trời sáng, năm thế đứng tấn đã thực hiện vô cùng hoàn hảo. Lúc này, lòng anh thoáng động, cảm thấy quyền ý của mình đã có tiến bộ, bước vào cảnh giới tiểu thành. chương 279, gã tài xế ác bá. Luyện đến tiểu thành quyền ý, anh cảm thấy rất vui, ben lầm bẩm hiệu quả tốt như vậy, nếu tạo ra được một loại quyền thuật mới thì mình đạt đến tiểu thành quyền ý rồi. Sáng sớm, quả nhiên đường tử di mang bữa sáng đến, đường tử yên cũng đi cùng cô ấy. Lúc dùng bữa, Ngô Bình có hỏi đến Hồng Lăng, vì sau khi gọi đến thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Đường Tử Di mới bảo, hôm trước Đông Phật Tiên Sinh đã đến đón Hồng Lăng đi truyền dạy cách tu hành cho cô ấy. Ngô Bình gật đầu, sư phụ thiên vị thật, đến giờ vẫn chưa dạy gì cho anh. Đường Tử Di mỉm cười, Đông Phật Tiên Sinh còn bảo là ông ấy không có gì để dạy cho anh cả. Ngô Bình giật mình, hả? Sư phụ anh nói thế à? Đường Tử Di gật đầu, "Ừ, ông ấy nhờ em chuyển lời rằng, nếu anh muốn tìm ông ấy thì cứ gọi cho Hồng Lăng. Ông ấy đang ở cùng Hồng Lăng đấy." Ngô Bình vội lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Lăng ngay. Chẳng bao lâu sau, Hồng Lăng đã cất giọng vui vẻ, sư huynh. Ngô Bình hỏi, Hồng Lăng, em đang ở cạnh sư phụ à? Vâng, em và sư phụ đang ở cốc phong diệp của Giang Bắc, cô ấy trả lời. Ngô Bình tò mò, cốc phong diệp, là ở đâu vậy, sao anh chưa từng nghe? Ở đây có một chị xinh lắm, là bạn gái của sư phụ đấy. Nơi này chắc là nơi sinh sống của họ cô ấy đang nói thì bị giật mất điện thoại đầu dây bên kia vang lên tiếng của đông phật tiên sinh ông ấy húng hắng ngô bình con đừng nghe hồng lăng nói lung tung ta đưa nó đến đây để truyền dạy công phu con không cần lo rảnh rỗi thì có thể ghé chơi ngô bình hỏi sư phụ à sư mẫu của con cũng đang ở đó sao cao nhân như đông phật tiên sinh mà cũng hơi đỏ mặt sư mẫu gì chứ đó là hồng nhan tri kỷ của ta tên gọi trên giang hồ là dược tiên chính là con gái dược vương năm xưa ồ ra là sư mẫu tương lai con hiểu rồi sư phụ ngô bình đáp ngay đông phật tiên sinh tức giận vô cùng nhóc con đừng có nói lung tung ngô bình cười hề hề đoạn nói con đùa thôi mà sư phụ con có chuyện nghiêm túc muốn nói với sư phụ đây bây giờ sư phụ đang đạt đỉnh nhân tiên đúng không ạ đông phật tiên sinh khẽ thở dài hơi thất vọng cửa ải ấy của điệt tiên e là sư phụ không thể đột phá rồi Ngô Bình hỏi, tại sao ạ? À? Lớn tuổi rồi, đã qua thời hoàng kim, thời trẻ đã không vượt qua được, bây giờ càng không thể. Ngoài ra, để trở thành địa tiên còn phải hấp thu tiên lực, mà tiên thạch đều ở côn luân, nằm trong tay của số ít các thế lực lớn. Tiên thạch, Ngô Bình giật mình, sư phụ cần tiên thạch gì, số lượng bao nhiêu ạ? À? Con sẽ nghĩ cách. Đông Phật tiên sinh cũng chẳng để tâm, chỉ đáp tiên thạch nào cũng được, tốt nhất là trên hai loại, mỗi loại ít nhất ba viên sư phụ vất vả tìm cả đời cũng chỉ có được ba viên. Ba viên còn lại, e là sẽ không bao giờ thu thập đủ. Ngô Bình nói, sư phụ cứ ở cốc phong diệp chờ con nhé. Con sẽ mang tiên thạch đến đó nhanh nhất có thể. Đông Phật tiên sinh chỉ cười cười, không tin rằng Ngô Bình sẽ tìm được tiên thạch. Song ông ấy không muốn đả kích lòng hiếu kính của anh nên chỉ bảo rằng, được, nếu con tìm thấy tiên thạch thì mang đến cho sư phụ. Cúp máy xong, Ngô Bình lập tức ăn thật nhanh, đoạn nói với đường tử di tử di à lô nguyên liệu vừa chuyển đến tối qua em cũng cho người định giá nhé đường tử di đáp em đã sai người đi làm rồi còn nữa vốn đầu tư ban đầu vào thị trấn phỉ thúy rất cao hai lô phỉ thúy của anh em sẽ đưa anh trước một phần khoản còn lại phải chờ đến năm sau mới gửi anh được ngô bình nói không thành vấn đề hiện giờ anh chưa cần dùng tiền nhiều đưa muộn một năm mấy cũng không sao đường tử di cất lời khi công ty do anh đứng tên được thành lập, em sẽ chuyển 10 tỷ vào tài khoản công ty anh trước. Đứng ở bên cạnh, đường tử yên cất tiếng hỏi, thầy có thể dạy em tu hành chưa ạ? À? Ngô Bình gật đầu, anh vừa sáng tạo ra cách đứng tấn, Ben nói, giờ anh sẽ dạy em đứng tấn, em luyện chăm vào nhé. Sau đó anh dạy cho đường tử yên đứng tấn, với cách đứng này, anh đặt tên là Ngũ Thánh Trang, lấy từ Ngũ Long Thánh Quyền. Được dạy Ngũ Thánh Trang, đường tử yên làm theo ngay. Nhưng dù sao cô bé cũng không phải người tu hành, ngay từ thức đầu tiên đã vô cùng chật vật, làm cách nào cũng không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng cô bé có nghị lực vô cùng, thử hết lần này đến lần khác, Ngô Bình thì đứng bên cạnh chỉ bảo. Hai giờ sau, anh đã dạy xong toàn bộ ngũ thánh trang cho đường tử yên, dặn cô bé cố gắng luyện tập, luyện thạo rồi thì anh sẽ dạy cái khác. Đường tử yên ngoan ngoãn đứng tấn, Ngô Bình gọi đường tử di ra một góc, căn dặn, vào khoảng thời gian này, em chê bai em ấy nhiều vào nhé. Đường Tử Di ngây ra, chê bai. Ngô Bình gật đầu, "Ừ, chê em ấy là đồ rác rưởi, vô dụng, kém cỏi, ngu ngốc, ngay cả đứng tấn mà cũng không đứng được, còn muốn tu hành à?" Mấy câu kiểu như vậy ấy, em nói được không? Đường Tử Di liếc anh, "Anh muốn chị em em trở thành kẻ thù sao?" Ngô Bình vội giải thích, "Không phải, Tử Yên không biết đồng cảm, em phải dùng cách này để khơi dậy cảm xúc của em ấy trong chuyện mà em ấy để tâm nhất." Đường tử di cười gượng, đây là cách chữa trị của anh đấy à? Ngô Bình đáp, tất nhiên rồi, nếu không thì anh bảo em chê bai em ấy làm gì? Cố lên nhé, anh phải đi rồi, một thời gian sau anh lại đến. Đường tử di gật đầu, ừ, để em thử xem. Ngô Bình không kịp cắt bốn người khối đá còn lại đã phải vội vàng đến Giang Bắc. Giang Bắc và Giang Tả chỉ cách nhau một con sông, không xa lắm. Ngô Bình đi tàu cao tốc, chỉ mất nửa giờ đã đến thành phố Cửu Long của Giang Bắc. Thành phố Cửu Long vẫn sầm uất như xưa, phía bắc thành phố Cửu Long có những dãy núi núi liền nhau, điểm đến lần này của Ngô Bình nằm ở ngã giao ba tỉnh. Ở đây có cốc phong diệp, tọa lạc ở huyện Thanh Sơn dưới thành phố Cửu Long. Ra khỏi ga, anh bắt xe đến huyện Thanh Sơn, huyện này nằm ở vùng núi, dân số hơn 500.000 người, kinh tế địa phương lạc hậu, thanh niên đều làm việc ở vùng khác, chỉ còn lại hầu hết là người già và trẻ xem. Khi taxi sắp lái vào huyện Thanh Sơn, tài xế bỗng hỏi, anh đến huyện Thanh Sơn thăm người thân à? Ngô Bình đáp, ừ, đến tìm người. Tài xế bảo, ở huyện Thanh Sơn nhiều côn đồ lắm, tôi chỉ đưa anh đến diều huyện được thôi. Anh muốn đi đâu thì tự bắt xe nhé. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, tài xế ở đây không cho à? Ừ, dạo trước có tài xế vùng khác chở khách đến đây, cũng chỉ vì chở khách thôi mà, thế mà lại bị đập xe. Anh tài xế ấy cũng bị đánh như tử, giờ còn nằm viện đấy, tài xế kể. Ngô Bình hỏi, sao lại lộng hành thế? Không ai quản lý à? Tài xế lắc đầu, ai dám quản? Phép vua thua lệ làng mà. Taxi, nước sạch, chợ, đều bị những kẻ có quan hệ làm lũng đoạn cả. Dân địa phương gọi bọn chúng là ác bá. Mà đám người ấy có chung một đại ca, là dương ngũ của huyện Thanh Sơn. Quả nhiên, người tài xế không dám lái vào trong mà cho Ngô Bình xuống xe ở đường Vành Đai. Không còn cách nào khác, Ngô Bình đành tự bắt xe, chờ 5 phút mới thấy một chiếc taxi chạy ngang. Anh gọi xe đến Cốc Phong Diệp. Tài xế ngậm điếu thuốc, nghe ra giọng anh là người vùng khác, bèn bảo Cốc Phong Diệp xa lắm, giá cước khá cao. Ngô Bình đáp, không sao, cứ chạy đi. Tài xế đạp ga, khởi động xe, chạy được một đoạn, Ngô Bình mới thấy tài xế không bấm đồng hồ, mới hỏi anh không bấm đồng hồ à? Gã tài xế ậm ừ, đường xa, không bấm đồng hồ sẽ tiết kiệm hơn. Ngô Bình biết mình bị lừa rồi. Tuy anh không tiếc số tiền còn con này nhưng vẫn thấy khó chịu khi bị lừa như vậy, bèn hỏi bao nhiêu. Anh đưa 300 là được, gã tài xế đáp, ra cái vẻ mình là kẻ chịu thiệt. Ngô Bình hờ hững bảo, tuy tôi là người vùng khác nhưng anh cũng không thể đòi tiền vô lý như thế. Cốc phong diệp cách nơi này không quá 10 cây số, anh dám tính tôi 300. Tài xế liếc anh, anh không đi nữa thì có thể xuống xe. Sứt lời, gã phanh xe lại. Chương 280, Đông Phật đột phá. Ngô Bình gật đầu, được rồi, tôi xuống xe. Tài xế nói, 100 đồng. Anh ngẩn ra, 100 gì cơ? Gã bèn đáp, tôi chở anh đi ba cây số, 100 là tiền cước. Ngô Bình cáu rồi, anh cười khẩy, đi ba cây số mà 100 đồng. Anh nghĩ anh lái ô tô bạc triệu à? Gã tài xế hung dữ quát, xanh con, bớt nói nhảm đi. Nói thêm câu nữa là tao gọi người ra xử mày đấy. Ngô Bình buồn cười, xử tôi. Được thôi, gọi người ra đây đi. Gã cáo điên, bèn móc điện thoại ra gọi, alo, anh sói, có một thằng vùng khác đi taxi không trả tiền. Các anh đến đây một chuyến đi. Không trả tiền à, ha ha, giỏi đấy. Trông chừng nó cho tao, đừng để nó chạy đấy, người trong điện thoại hung hăng nói. Cúp máy rồi, gã tài xế cười khẩy, chừng mắt nhìn Ngô Bình, danh con, lát nữa đại ca tao mà đến thì không chỉ trả 100 đồng thôi đâu. Ngô Bình ngồi ở ghế phó lái, vừa châm thuốc vừa thở ơ đáp, kêu đại ca mày đến nhanh một tí, thời gian của tao quý lắm. 20 phút sau, một chiếc năm series đỗ lại ngay bên cạnh. Bốn người xuống xe, tên cầm đầu đeo dây chuyền vàng, để đầu đinh, chừng 35, 36 tuổi. Hắn chậm rãi tiến lại, lớn tiếng hỏi, đứa nào không trả tiền. Gã tài xế vội bước xuống xe, dở giọng nịnh nọt, đại ca, là thằng này ạ. À nó bảo giá đắt quá nên muốn xuống xe, còn không chịu trả tiền. Tên đeo dây truyền vàng cười khẩy, hung hãn chừng mắt nhìn Ngô Bình, danh con, xuống xe. Ngô Bình vẫn ngồi im, hờ hững nói, còn tưởng ai, ra là loại như mày. Tên đeo dây truyền vàng nổi điên, mẹ kiếp, ngứa đòn à. Nói rồi, hắn vươn tay định túm tóc Ngô Bình. Ngô Bình đưa tay ra nắm chặt cổ tay hắn, tên đeo dây truyền cảm thấy nửa người đau đớn, lập tức hét lên thảm thiết. Ngô Bình dùng tay kia gõ nhẹ vài cái lên người hắn rồi đá hắn ra. Tên đeo dây chuyền vàng lập tức đau đến mức run rẩy cả người, như bị kiến cắn trong xương vậy. Hắn gào lên thảm thương, mấy tên còn lại đều hoảng hồn, sững sờ nhìn hắn đang kêu gào mà chẳng dám đến gần. Ngô Bình đạp lên mặt tên đeo dây chuyền vàng rồi bảo, "Giờ này ngày mai, ngay tại đây, tao chờ mày." Gọi thêm mấy đứa nữa. Dứt lời, anh đi thẳng về phía chiếc 5 Series, xe còn chưa tắt máy anh đạp ga phóng đi, để lại bọn người vẫn đang sửng sốt. Tự chạy xe nhanh hơn nhiều, nửa giờ sau, anh đã đến cốc phong diệp. Cốc phong diệp rất hoang vu, đường vào hiểm trở, bị rừng đá chắn nên rất ít người bản địa vào. Anh đỗ xe bên ngoài, băng qua rừng đá, đi thêm nửa giờ nữa mới đến nơi. Không ngờ môi trường xung quanh cốc phong diệp rất tuyệt, rộng hơn 500 mét, bên trong có một rừng phong rộng lớn, đỏ rực cả vùng. Sâu trong rừng phong có một tòa nhà nhỏ, chắc hẳn đó là nơi ở của sư phụ vừa đặt chân đến nơi anh đã thấy một cái bóng trắng vụt qua sau tảng đá đó là một con sói trắng cao hơn một mét vô cùng lực lưỡng mắt màu đỏ tỏa ra khí lạnh âm u ngô bình đứng im gọi với vào trong sư phụ hồng lăng anh vừa gọi xong hồng lăng lập tức chạy ra thấy ngô bình cô ấy vui vẻ kêu lên sư huynh đến rồi sau đó cô ấy vẫy tay với con sói trắng tiểu bạch đây là sư huynh đừng dọa anh ấy nhé sói trắng như hiểu được tiếng người bèn chậm rãi lùi lại tò mò nhìn ngô bình ngô bình bước đến vỗ nhẹ đầu hồng lăng đoạn hỏi sư phụ đâu hồng lăng đáp sư phụ đang ở trong sân để em đưa anh vào cô ấy kéo ngô bình đến trước tòa nhà cửa đang mở trong sân có một cây phong rất lớn có hai người ngồi ở gốc cây một trong số đó là đông phật tiên sinh còn người kia là một cô gái mặc váy đỏ rất đẹp trông khoảng hai mươi mấy tuổi, vô cùng duyên dáng. Ngô Bình lật đật đến chào, sư phụ. Đông Phật tiên sinh gật đầu cười, Ngô Bình, để ta giới thiệu với con, đây là Dược Tiên. Ngô Bình vội vàng tiến lại, chào Dược Tiên. Dược Tiên mỉm cười, không cần khách sáo, ngồi đi. Nói đoạn, Dược Tiên rót cho anh một chén trà. Ngô Bình nhận bằng hai tay, cảm ơn xong thì nhấc một ngụm. Anh hỏi, sư phụ à, có phải thu thập đủ tiên thạch thì sư phụ có thể đột phá địa tiên không ạ? Đông Phật tiên sinh gật đầu, nếu có tiên thạch, ta sẽ nắm chắc được 7, 8 phần. Dược tiên nói, thật ra năm xưa sư phụ cậu đã gom đủ tiên thạch, nhưng đem tặng cho anh em kết nghĩa rồi. Đông Phật tiên sinh xua tay, chuyện lâu lắm rồi, không nên nhắc nữa. Dược tiên liếc nhìn ông ấy, anh vĩ đại quá mà. Anh em kết nghĩa đã thành địa tiên rồi, nhưng sau khi đến Côn Luân, có khi nào anh ta ghé thăm anh chưa? Đông Phật Tiên Sinh nhẹ nhàng nói, chắc là có việc, không thể đi được. Dược Tiên còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ lắc đầu, càng ngày tiên thạch càng khó tìm. E là sau này anh chẳng còn hy vọng thăng cấp nữa. Đông Phật Tiên Sinh khẽ đáp, sống thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Có em bên cạnh, anh không còn gì nuối tiếc. Cạch. Ngô Bình đặt một chiếc túi lên bàn đông phật tiên sinh ngẩn ra hỏi gì thế anh chấp mắt sư phụ mở ra xem đi ạ tim ông ấy đập thình thịch mở túi ra đông phật tiên sinh nhìn thấy sáu viên tiên thạch bèn sướng người tiên thạch dược tiên cũng kinh ngạc kêu lên giật lấy chiếc túi để xem rồi ngạc nhiên nói đúng là tiên thạch đông phật tiên sinh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào ngô bình con lấy tiên thạch từ đâu vậy ngô bình đáp mấy hôm trước con gặp đạo nhân rời núi đinh mặc Chúng con đến một di tích và tìm được tiên thạch ở đó. Nghe sư phụ bảo là cần nó để đột phá nên con vội mang đến đây cho sư phụ. Đông Phật Tiên Sinh thở phào, là con tự tìm được à, thế thì tốt. Rồi ông ấy bật cười, thằng nhóc này, ta vừa bảo cần dùng tiên thạch thì con đã mang đến rồi. Ngô Bình nói, sư phụ mau đột phá đi ạ. Đông Phật Tiên Sinh vừa nhìn anh vừa đáp, ta muốn đột phá thì phải đến Côn Luân, sau này không thể chăm sóc các con được. Ngô Bình cười bảo, sư phụ không cần lo lắng, hai sư huynh của con có tu vi cao cường, con cũng đã luyện đến quyền ý, có mấy ai dám động vào bọn con nữa đâu ạ. À? Đông Phật Tiên sinh gật gù, nói cũng phải, chưa thành địa tiên thì các con đã đủ mạnh rồi. Dược Tiên cất lời, cậu ấy nói đúng đấy, chuyện này không thể chậm trễ, anh nên đột phá càng sớm càng tốt. Đông Phật Tiên sinh khẽ gật đầu, được, các con hộ pháp cho ta. Chuẩn bị xong xuôi. Đông Phật tiên sinh đi tắm và thay quần áo, sau đó vào nơi bế quan rồi ngồi im lặng. Đám người Ngô Bình đều trông chừng bên ngoài, không dám quấy rầy. Đến khi trời tối, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Bình lo lắng hỏi: "Dược Tiên à, sư phụ con đã tích lũy nhiều năm như vậy, đột phá địa tiên chắc hẳn sẽ không gặp trở ngại gì đúng không?" Dược Tiên đáp: "Theo lý là vậy, tư chất của sư phụ cậu rất tốt, có rất nhiều người tư chất không bằng mà còn thành địa tiên rồi." không có lý gì sư phụ cậu lại thất bại. Hơn một giờ nữa trôi qua, cả cốc phong diệp bóng xuất hiện thêm một loại khí tức rất đặc biệt. Khí tức này cuồn cuộn oai nghiêm, hùng vĩ muôn phần. Ngay giây tiếp theo, đông Phật tiên sinh đã bước ra khỏi cửa với vẻ mặt dạng rỡ Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 19